chưa gửi gì luôn á quay. Like, em like, bật like cho em like, không kịp ghi cái gì luôn. Rồi vô mấy chị ơi, vô hàng siêu, hàng siêu Lý Mẫu nha. Trời em chưa kịp ghi cái gì luôn, bấm like rồi. Rồi vô like giùm em nha mấy chị ơi, tương tác like, chia sẻ like giúp em nè. Sao được ta, sao không ghi gì, giờ ghi được không ta? Ừ. Em quên rồi, không ghi gì luôn. Lên siêu hàng Lý Mẫu mấy chị ơi, nhiều hàng đẹp, đẹp nha, rẻ nha. Xem khót sau quy chị, dạ rồi ok chị Ái Lâm nha, khót sau 169. Khót sau là 169.000 ở chị, để em lên mẫu cho. Khót sau nhiều mẫu lắm luôn, giá 169.000. Tương tác like giúp em, chia sẻ like giùm em nha. Khót sau đây nè chị, khót sau em có cho mình là màu màu này như là màu xanh. Và màu này mấy chị lên là màu xám. Màu xanh, màu xám là dạng hoodie nha. Màu xanh là dây kéo như thế này. 169.000 một áo. Áo này là giá 169 giúp em nha. Màu xanh 169 là hoodie 169.000, quả đẹp lắm. Đó, thích áo này là chốt lên giúp em luôn. Xanh với xám hai màu 169. Rồi xanh xám hai màu nha mấy chị ơi. 169.000 giúp em. Rồi vô like nha, chia sẻ like giùm em, bắt đầu lên hàng sale cho mình. Bắt đầu đơn hàng sale đây mấy chị ơi. Cái quần này về hàng này em chưa like luôn, chưa like lần nào hết luôn nè mấy chị. Quần này, quần Tâm Nhung nè, quần Tâm Nhung nè. Rồi vô like giúp em nha, chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Tương tác like, chia sẻ like giúp em nha. Quần Tâm Nhung, quần này hàng 105.000. Em để mấy chị 59.000 đầu like. Kim là quần 59. Form này tầm 55kg loại men vừa, 55kg lại mang vừa. Quần Tâm Nhung 59.000 đầu like mấy chị, 55kg lại vừa. Rồi vô like giúp em, tương tác like, chia sẻ like nha mấy chị ơi. 59.000 quần Tâm Nhung, hàng Quảng Châu, rất xịn luôn. Hàng Quảng Châu xịn xỉu 105 nè. Em về hàng chứa like luôn, em là 59.000 đầu like. 59.000 đầu like giùm em nha mấy chị nha. Quần Tâm Nhung, quần ống suông á, quần dài ống suông, quần dài ống suông giúp em là 59.000 đầu like. Chú em là quần 59.000, chỗ vải đẹp lắm luôn, chất tuyết nhung, hàng vải đẹp 105 á, để đầu like 59. Là chị Phượng Ruby quần 59. Rồi lo em là quần 59.000. Ủa ra view chưa quý? Quần 59 đó chị Hồng Quế, quần 59. Hồi nãy em đổi rồi mè đúng không? 222 đúng không Vy? Em đổi đâu, là giống chị hôm trước chưa có lưu lại á. Rồi quần 59 ai lấy lên giúp em nha, 59.000 quần. Rồi quần giùm em nha mấy chị ơi, form này dưới 55kg lại men vừa. Quần chất là chất Tâm Nhung, dây này rút được nè, rút eo cột lại được. 40 tầm 55kg vừa. Em là quần nha mấy chị nha. Quần này để mấy chị 59.000. Quần 59. Chất rất là đẹp luôn. Trời ơi, chất rất là đẹp luôn nè mấy chị ơi. Chất tuyết nhung giùm em nha, để đầu like 59. Em là quần 59.000 quần. Trời, lấy quần 59 cho em mẹ quần 59 nha. Quần 59.000 đầu like, 40kg tầm 55kg vừa. Chị Phạm Thị Kim Hạnh quần 59. Kim Hạnh quần 59 nè em. Rồi ai lấy quần 59 nó chốt lên giúp em. Đẹp xỉu luôn mấy chị ơi, xuyên nhanh lên nè, tết có nơi rồi. Áo này giùm em luôn, áo này em còn hai cái nè, sơ mi này
chưa like lần nào luôn á. Em mới lên em soạn nè, chưa like lần nào luôn mấy chị. Rồi chia sẻ like lên giùm em, áo này 40 đến 60 kg men vừa nha. Trời, mấy cái họ tiết lại theo hết nè. Họ tiết lại theo hết luôn, để mấy chị 59.000. Thiệt á, rỉ ơi là rỉ luôn mấy chị. Họ tiết lại theo hết luôn giúp em nha, 40 đến 60 kg men vừa. Ai lấy áo này chim là áo 59 luôn. Áo 59 nha mấy chị nha. Áo 59.000 mà áo ai lấy áo em mà áo 59 40 đến 60 kg vừa nha. Toàn bộ lại theo hết. Em nói chắc nó xịn cực kỳ là xịn luôn mấy chị ơi. Theo hết luôn toàn bộ, phía trước phía sau luôn nè. Form 40 đến 60 kg men vừa, chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Cho em là mẻ áo 59. Áo 59 em vô nha Vy, vô hệ thống. Rồi áo 59.000 giùm em, quần 59, áo 59. Quần 59, áo 59 luôn, trời là áo cho em mẻ áo 59. Đẹp lắm, rất là rẻ luôn mấy chị ơi, 59.000, ai lấy áo gì mà áo 59 nha. 40, trời có hai túi phía trước nữa nè, em nói xịn xỉu luôn mấy chị ơi. Theo hết toàn bộ luôn, theo hết toàn bộ luôn nha nè. Rồi 59.000 mà áo, cho em là áo 59 nha. 40 đến 60 mang vừa, chốt em mà áo 59.000. Áo 59, rồi mà áo đen. Áo đen nè, áo đen, cổ nó nè, đẹp không? Áo này 40kg đó, tầm 52, 53, 54kg vừa. Áo này mấy chị để, em để mấy chị 49 cho em là áo đen 49. Áo đen 49 nha, áo đen. Chú em áo đen 49 nha. Áo đen 49. Quần này còn cái size cho em 95.000, quần size S. Chi sĩ la giúp em mấy chị lưng cao nè. Lưng cao luôn. Rồi quần quần ngố đi. Quần ngố lưng siêu cao, chất beo đẹp. Chị nào men size S chốt lên giùm em nha. Siêu co giãn luôn mấy chị, 95.000. 95.000 quần size ít co giãn nhiều, quần ngố, cái lưng của nó nè, dễ thương không? Lưng nè mấy chị ơi. 95.000 size ít chốt lên em luôn nha. Quần 95.000 size ít. Bộ em mang này siêu 75 nè. Bộ em mang siêu có 75 nè mấy chị. Sơ mi 45.000 giùm em sơ mi. Siêu nó gọn luôn nè mấy chị ơi. Chia sẻ like giúp em. Sơ mi 45, sơ mi này 55kg lại men vừa. Sơ mi 55, 56kg lại men vừa. Sơ mi 45, chú mẹ sơ mi 45. Sơ mi cổ, cổ viền riêng nha mấy chị nha. Sơ mi cổ viền riêng 45. Chị lấy sơ mi, lấy mẹ sơ mi nha. Chia sĩ like giúp em mấy chị. Sơ mi cổ viền riêng là 45.000 sơ mi. Rồi ai lấy sơ mi lên với mẹ sơ mi nha mấy chị ơi. Sơ mi 45.000 giúp em mẹ sơ mi 40kg tầm mà. À, phô này 40 đến 60 kg men vừa. Ô không, 40 tầm 55 56 kg vừa. Lên em này sơ mi nha. Sơ mi trắng 45.000, sơ mi trắng. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị. Áo đen 45, áo đen cổ cao. Áo đen cổ cao nè mấy chị. Phô này 40 đến 60 kg men vừa. Mình lên em là áo đen cổ cao nha. Áo đen cổ cao luôn mấy chị. 45.000 đen cổ cao, vải của nó co giãn nha, vải co giãn nhiều. Lên giúp em là mẻ áo cổ cao. Cổ keo nha mấy chị nha, cổ keo lên mà cổ keo để mình còn 45. Bộ em mang này siêu còn 75. Em 45 chị Thúy Lê. Rồi lên những chị mẫu này. Lên mình mẫu này luôn, áo áo đen lưới nè. Trời ơi đen lưới mấy chị ơi, sót lại 3 cái á. Lên giùm em mẫu này để mấy chị còn 49.000 luôn, ai lấy chốt đen lưới 49. Đen lưới 49.000. Rất là đẹp luôn nè, hàng này buổi trước lẹt phía trong sót lại nè mấy chị ơi. 40 đến 60 men vừa em nha. Len đen lưới. Len lưới màu đen nè, 49.000. Chúc em là lưới đen 49 luôn. Lưới đen 49. Rồi lưới đen giùm em nha, 49.000 lưới đen. 49.000 lưới đen nha mấy chị nha. Chúc em mẹ lưới đen 49. Lưới đen giùm em 49.000 lưới đen. 40 đến 60 kg mấy chị sẽ vừa hết luôn. Lưới đen 49 nha, lưới đen 49.000 lưới đen. Quần chiếc em còn là 22 lố nè. Dạ ok chị Thúy Lê nha chị ơi. Quần chiếc này em còn cho mình 2 lố nữa chị ơi. Lưới đen là 49.000 giùm em nha. Chiếc này chiếc em bé nè. Quần chiếc em bé mấy chị ơi. Đây nha. Bé 40kg gì 45kg gì được hết luôn. Cho em là quần chiếc này. Quần chip nè, cho em là lố này 45.000 một lố 5 quần luôn mấy chị. 45.000 lố 5 quần. Chứ là chip nha, 5 quần 45.000 lố 5 quần. Chip này còn ít nè. Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Cho em là chip này nha. Một lố 5 quần 45.000 mấy chị mua.
Cái này tầm 225 kg đến 40-45 kg mặc được luôn giùm em nha. Quần chip, quần chip giúp em luôn, 5 quần giá 45.000, chip em né nha chị ơi, xịn đó, nó co giãn lắm, dài dặn luôn, dài dặn và co giãn luôn giúp em nè. Đó. Rồi 45.000 set 5 quần, bộ 5 quần nha mấy chị nha. 45.000 5 quần. Ai lấy mấy chị lên giúp em luôn, 45.000 5 quần. Chip nha mấy chị ơi. 45.000 5 quần giùm em nha. Chờ lấy quần chip này chốt lên mấy chị. Nó dày dặn, nó mướt lắm luôn. Hàng này hàng em bé mà hàng quần chip loại xịn đó, loại tốt mấy chị ơi. Nè, lên giùm em là quần chip nha. 45.000 5 quần. Chị lấy cho em này chip 45.000 5 quần mấy chị. 45.000 5 quần. Be lỗ này còn cá chim 45.000, 40 đến 60 men vừa. Be lỗ giùm em nha, be lỗ 45. Co giãn nhiều nè mấy chị ơi. 40 đến 60 men vừa mấy chị lo như là mẹ be lỗ. Be lỗ nha. 45.000 be lỗ luôn. Chúng em là be lỗ 45.000 be lỗ. Quần 59.000 hồi nãy em còn á. Cái đầm body đi 75. Rồi lo giùm em mẫu quần này mấy chị ơi. Quần này có size S, size M, XL, L luôn, B size. Quần này em có size mấy chị luôn nè, quần này có size X, size M, size L luôn mấy chị ơi, B size nha. XML luôn, B size, ở sau có lông thun. Cho em là quần 69.000 kiềm size. Quần này siêu 69.000 kiềm size nha mấy chị nha. XML, B size luôn. XML, B size luôn, chị đọc lấy chốt lên là quần. Quần nha mấy chị nha. Quần giùm em luôn. 69.000 kiềm size, XML luôn, B size. L lông thun chị Thúy Kiều Nhi Ngô lông thun mè, lông thun là mặc thoải mái luôn, cứ mang size gì lấy size đó giùm em là ok nha. Cái này lông thun là mang thoải mái. XML luôn, bé size mấy chị. Cho em là quần quần sale 69, 6 mấy quên 69 đúng không? 69.000 nhiêu? 69.000 kèm size L chị Kiều Nhi Ngô. Đấy. L chị Kiều Nhi Ngô. Còn ít với M, xe 69.000. Rồi bộ này gồm áo 2 dây bên trong. Ủa, cổ yếm. Cái này là cổ yếm nha mấy chị ơi. Một áo cổ yếm bên trong và một cái áo khoác bên ngoài. Rồi lo em là bộ này xem mấy chị còn 115. Chị em là bộ lông trắng 115, xe 115.000. Một áo khoác lông bên ngoài nè, một cái áo cổ yếm bên trong luôn. Áo khoác lông bên ngoài, áo cổ yếm bên trong. Lên giùm em nha mấy chị ơi. Lên em là bộ lông này xem mấy chị còn 115.000. Bộ lông này hàng 175 á. Để mình còn 115 nha. Chúc em là bộ lông 115. Bộ lông 115.000 nha mấy chị nha. Chúc em bộ lông trắng 115. Rồi lông trắng giùm em nha, 115. Lông trắng 115.000. Lông trắng mấy chị, chúc lông trắng 115. Rồi em là áo bi nè, áo bi mấy chị ơi, 40 đến tầm áo bi là 40 đến tầm 56-57 kg men vừa. Bi này mấy chị lên là bi 39.000 áo bi. 40 đến tầm 56-57 kg vừa nha. Bi này mấy chị trở vai. Bi 39.000 mẻ bi, chú em bi 39. Đang mang là xe 75 chị Quyên Quyên ơi. 40 đến tầm 56-57-58 kg vừa, xe 75 nha chị. Quần đó là quần ố, quần ố đi với áo gấu nha chị nha, tay dài. Rồi 75.000 giúp em bộ đang mang. Rồi áo bi 39.000 áo bi, chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Bi 39. Bi 39.000 mẻ bi. Rồi áo len màu đen nè, len màu đen chiếm 45.000. Len đen 40 kg đến 60 kg men vừa, nhưng mà len đen 45. Len đen 45.000 mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em nha. Sẽ hàng rỉ lắm luôn. Chú em là đen nè, đen 45.000 đen. Len đen cổ keo. Đó. Rồi 45.000 giùm em nha, đen cổ keo 45. Chúng em là đen cổ keo 45 mấy chị. Áo len á, áo len co giãn nhiều, thỏa đẹp nè. Rồi 45.000 giúp em. Bộ đang mang là 75 nha mấy chị nha. Đang mang 75.000 đang mang. Rồi chim là áo đen 45. Áo đen 45. Áo trắng nè mấy chị ơi. Trắng giùm em luôn, chia sẻ like giúp em. Trời trắng thì quá chừng nè. Trắng 45 ngàn áo trắng, chú em nói trắng 45. 40 kg nó tầm 55-56 kg vừa. Em là trắng 45. 40 tầm 55-56 kg men vừa. Chị Lê là màu trắng nha. Trắng này để mình còn 45 ngàn màu trắng.
Chốt trắng giúp em 45.000 màu trắng luôn mấy chị ơi. Trắng 45.000 màu trắng, chốt em là màu trắng 45. Chị lấy trắng chốt mẹ trắng nha. Vải đẹp lắm luôn. Vải đẹp lắm mấy chị ơi. Trắng 4 gì vậy? Em vô hệ thống chưa? Trắng 45.000 giúp em nha mấy chị nha. Trắng 45. Chị lấy trắng chim mẹ trắng 45.000. Mấy chị ơi, mẹ họ tiết là đắp chiếu B9.000, họ tiết đắp chiếu cho em là họ tiết đắp chiếu B9 rồi, đang mang cho chị Hồng Lam 75. Lên em đẻo này 40kg đến 60kg mang vừa, đắp chiếu que không hở gì hết nha mấy chị ơi, đắp chiếu que không hở gì hết luôn. Cho em là áo siêu bên chị còn B9.000, áo siêu B9 nha, cho em là áo siêu B9, áo siêu B9.000 nha mấy chị nha, họ tiết B9.000, họ tiết cho em mẹ họ tiết B9. Len này, len tay dài rồi còn bữa trước khách hỏi béo hết nè. Chị em là áo đen luôn, đen để mình còn 45.000 áo đen. Len đen tay dài, cổ nè mấy chị ơi, form đơn giản nha. 40kg đến 60kg mang vừa. Chị em là áo đen, áo đen để mình còn 45.000 áo đen. Chú em mẻ đen 45. Mẻ đen mấy chị ơi, đen 45.000 đen, chứ là đen 45. 40kg đến 60kg mang vừa hết luôn nha. Đen giúp em luôn, đen là để mình còn 45. Cho là mẻ đen nha, đen 45.000 áo len đen. Liên đen 45. Liên đen 45.000 em liên đen. Be lỗ 29, 40 đến 60 mang vừa. Em là be lỗ 29.000 be lỗ. 60kg lại mang vừa mấy chị ơi. Be lỗ giùm em nha, be lỗ 29. Chị lấy be lỗ với mẹ be lỗ luôn. Be lỗ 29.000 be lỗ. Chúc em be lỗ 29. Rồi be lỗ giùm em nha. 29.000 be lỗ. Áo này em còn cái size S nè, 39.000 áo xanh size S. 39.000 áo xanh size S mấy chị. Cho cái thấp xuống xíu nữa. Rồi be lỗ giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này em là màu xanh size S nè, màu xanh còn size S đó chị, 39.000. Xanh size S 39.000, xanh size S nha mấy chị nha. Chúng em là xanh size S 39. Xanh size X để mình còn 39.000 xanh size X. Chị nào lái chốt lên giúp em nha. Xanh size X 39. Áo này mặc kiểu như một tay đó. Cái này rút hơi chặt nè, mình mở ra bóp. Xanh 39.000 giùm em nha mấy chị ơi. Chú là màu xanh 39. Rồi áo nâu nè, áo nâu. Áo nâu giùm em form này từ 40kg đến 60-65 cái gì vừa hết luôn nè mấy chị ơi. Em là áo nâu 55.000 áo nâu. Áo nâu để mình còn 55. Chị nào lấy nâu lên, mẻ nâu 55. Nâu 55.000 nâu. Chú em mẻ nâu 55. Áo 115 á Vy, cho chị cái em Vy 115. Rồi áo nâu siêu 55.000 nha mấy chị ơi. Ai lấy nâu này chú em mẻ nâu nha. Nâu 55.000 nâu. Lên là nâu 55. 40 đến 60kg, 65kg vừa hết luôn nha. Nâu này siêu mấy chị còn 55. Chú em mẻ nâu tay dài 55.000 nâu tay dài. Áo 115 nè. Áo 115 xem có gì còn 75, em là áo 75. Áo này 40kg đến 60kg mang vừa, này vải đẹp lắm mấy chị ơi. Để mấy chị còn 75 nha, em là áo 75 luôn. Rồi áo này để mình còn 75, chị lấy áo 75, chú em mẹ áo 75 nha mấy chị. Trời ơi đẹp lắm luôn, vải xịn nha. 40 đến 60kg thì sẽ vừa hết luôn giúp em mẹ áo này. Đó mình lên giùm em là áo caro. Caro mấy chị ơi, 75.000 caro nha. Lên em là caro 75. Siêu còn 75.000, form 40 đến 60kg mang vừa. Chị nào lấy caro này giùm là caro nha. Caro 75.000 caro. Caro chị Trần Nhi 75. Em còn á, chị nào lấy caro chốt em mẹ caro nha mấy chị ơi. Caro 75. Mẫu này còn mấy cái không? Rồi em là mẫu này gồm áo hai dây bên trong, một khóp bên ngoài. Cho mấy chị lên giùm em là 55.000. Như vậy á. 611 hết á. Rồi 40 đến 60kg mang vừa, mấy chị lên em là bộ này nha. Để cho mình còn 55.000, cho em là áo 55.
hai món nè, bộ áo hai món 55.000 mấy chị, 40 đến 60 ký men vừa, một áo hai dây bên trong và một cái khóc bên ngoài nữa. Một áo hai dây bên trong, một khóc bên ngoài nữa mấy chị ơi, lên em là 55.000, chị nào lấy 55 chốt mẻ 55 nha, mẻ 55, lên em là 55.000 mấy chị ơi, 40 đến 60 ký mấy chị sẽ vừa hết, trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, 55.000 giúp em cho chị Nguyễn Xuân Hằng. Đơn rồi Dung Lâm đi chưa Vy? Dung Lâm đi đơn rồi nha Dung Lâm ơi. Áo này không còn. Áo này còn mấy cái, coi thử. Áo này 40 đến 60 men vừa, để mấy chị còn 49.000 đi. Gần hết rồi mà xem nó cứ lò lò đem biết vậy sao. Con tôi còn mấy cái. 49.000 giúp em nha, em là áo 49. Áo 49 luôn mấy chị, 40 đến 60 men vừa. Cái này nhớ hết rồi mà xem nó lâu, em thấy em like lâu lâu em like lại thấy lò ra lại thêm một cái, hai cái. 49.000 giúp em nè, 40 đến 60 men vừa. Béo đơn chuyển khoản ok cho Nguyễn Xuân Hằng. Rồi cho em là áo 49. 49 nha mấy chị nha. 49. Vậy đang mang là 75 nha. 75 anh chị Thanh Lam ơi, đang mang là 75 giúp em nha. Rồi lên giùm em là cái này 49.000 cho chị Nguyễn Xuân Hằng. 49 cho Nguyễn Xuân Hằng. 75 cho chị Thanh Lam bộ đang mang. Áo 55 là áo hai dây đen bên trong và áo trắng bên ngoài đúng không chị Hiền ơi? Hay là chị lấy áo nâu? Áo 55, là áo hai dây màu đen bên trong, áo trắng bên ngoài đúng không chị Hiền Nguyễn ơi? Đúng thì ok lên giùm em nha. Tại hồi nãy em có lên một cái mẻ nâu 55.000 nữa. Cái quần này nè, quần này hàng 135 em siêu, quần 99.000. Hàng 135 treo vòng 99.000. XML. Quần này rất đẹp luôn. Quần này lên form đẹp cực kỳ luôn, siêu co giãn mấy chị ơi, mông to đùi to gì được hết luôn giúp em nha. 99.000 XML này. Còn mấy cái à. XML. Quần này hàng xịn lắm, 135 á, siêu còn 99.000. Size S, size M, size L mấy chị. Lên giùm em là quần 99.000 kèm size, mặc đẻ lắm luôn, chất dài dạng. Rất dài dạng lắm luôn. XML B size. Quần này sale còn 99.000 mấy chị ơi. XML B size giùm em nha. Rồi ok chị Hiền Nguyễn. 55.000 là áo đen bên trong, áo hai dây thì áo đen ở trong áo trắng ngồi. Chị Hiền Nguyễn. Rồi giùm là quần này sale 99.000. Chỗ cái quần này quả là dài gì. Nó dài lắm luôn mấy chị ơi. XML B size giùm em nha. X dưới 50, M dưới 55 và L là dưới 60. Chị nào lấy lên giùm em là quần. Là em là quần mấy chị ơi. Quần 99.000 kèm size. Có chưa? Có chị Hiền chưa? Rồi quần giùm em nha mấy chị nha. 99.000 kèm size XML luôn, B size. Áo thun hồng còn hả? Tôi chị ơi, thun hồng á. XML B size mấy chị ơi. À, lấy lên em là quần nha. Quần xem 99.000 kèm size. Size X, size M, size L luôn, B size. Ý đó chị Ni Nè. Áo đen nó luôn Vy, áo đen nó luôn đó. Nó chỗ cái tay em mới chụp vô đó. Rồi áo hồng này sale còn 59.000. Chứ em là áo hồng sale 59. Áo hồng này sale 59.000 mấy chị ơi. 40 đến 60 ký men vừa. 40 đến 60 men vừa luôn giúp em là hồng. Sale 59.000 màu hồng. 60 ký đổ loại lại men ok vừa luôn nha, nhưng mà hồng siêu 59. Hồng siêu 59.000, trên bờ mặt áo nó có một lớp mịn đó, đẹp lắm mấy chị ơi. Áo thun hồng siêu 59 nha, nhưng mà thun hồng siêu 59.000 thun hồng. Chốt mẻ thun hồng siêu 59 giúp em luôn. Thun hồng siêu 59 thun hồng. Thun hồng siêu 59. Áo ho cho em 45.000 áo ho. Áo ho này 40 ký đến 60 ký men vừa với mẻ ho siêu mấy chị, còn áo ho này siêu còn 45. Nó có một cái cổ nâu kèm theo nè. Mình thích mặc cổ thì mặc cổ, không mà mình mặc áo ho cổ tròn không cũng được. 45 giúp em. Rồi với em là áo ho hồng nữa chị còn 45.000, quả rất đẹp, hàng 115.000 đó mấy chị ơi. Hàng 115, em la tiết còn 45.000.
Em là áo hồng nha, sale còn 45.000 áo hồng. Áo hồng 45 vậy, quần nãy sale 99.000. Quần nãy sale còn 99.000. Rồi lo em là áo hồng này 59 nha mấy chị nha. Áo thun này mấy chị mua thun này đi, đẹp lắm. 59.000 áo thun hồng. Hồng này sale 59, tức là hồng sale 59. Hồng sale 59 nha mấy chị nha, hồng sale 59. Rồi áo 49 hết luôn chưa quay. Còn nữa. Kiểm tra nha, lâu lâu lồi ra cái. Áo 49.000 còn cái mà mấy chị ơi, em là áo 49.000 còn cái nữa nè. 40kg đến 60kg mang vừa, có 1 cái nữa. 49.000 còn cái nữa mấy chị. Rồi là áo 49 này thôi em nha, còn cái nữa nè. Em là áo 49 này có đơn. Áo 49 này có đơn mấy chị ơi. Rồi, mẹ tiểu thư. Tiểu thư 52kg lại mang vừa, tiểu thư giúp em 39.000 tiểu thư. Tiểu thư 39. Rồi 52kg lại men vừa nha, tiểu thư 39.000 tiểu thư, hàng hai lớp rất đẹp. Tiểu thư em 39. Tiểu thư nha mấy chị nha, tiểu thư 39.000 tiểu thư. Chúc em mẹ tiểu thư 39 tiểu thư. Hàng hai lớp luôn, chất đẹp lắm. Đầu trước em ngoài rồi, em bán rồi, xong tay gửi thêm em cục nữa nè. Cái này để mấy chị còn 49.000 luôn nha. 40 tầm 55kg vừa, em này trắng 49. Trắng 49 cho lấy trắng, chốt em này trắng 49 luôn, siêu lỗ. Cổ keo luôn nè mấy chị ơi, cổ keo, cổ bỉa ra như thế này nha. Cái này lên form rất đẹp, chắc phải mịn ơi là mịn luôn. Trời ơi, mịn xịn luôn mấy chị ơi. Lên giùm em là áo trắng, 49.000 áo trắng. Chốt em mẹ trắng 49.000 màu trắng, 40 tầm 50-55kg vừa. 40 tầm 55kg vừa mấy chị ơi, chốt em mẹ trắng 49 nha. Trắng này để mấy chị còn 49.000. Em này trắng 49.000 màu trắng. Nơi em này trắng 49 nha mấy chị nha. Rồi trắng 49.000 màu trắng. Ôi cái quần trắng nó lòi ra cho nó dơ nè quý. Trắng 49 đó chị Huỳnh Thúy Liễu. Trắng 49 và Huỳnh Thúy Liễu. Trắng 49 và Phương Thảo. Trắng 49 và Phương Thảo. Rồi chị Phương Thảo nhắn địa chỉ qua giùm em luôn. Chị Phương Thảo ơi, chị nào lấy trắng nói với mẹ trắng 49. Hồng này xem có gì còn 65. Hồng này xem còn 65. Đầm á. Đầm nha mấy chị nha, đầm hồng 65. Đầm hồng 65.000 đầm hồng. 40kg nó 60, 65 cái gì vừa hết. Chứ mẹ đầm hồng 65. Đầm hồng 65.000 đầm hồng. Đầm hồng dùm em 65.000 đầm hồng. Trời ơi chất đẹp lắm mấy chị ơi. Hàng đầm hồng 165 á, em siêu 165.000. 165 mày siêu 165.000. Rồi dùm lại đầm thun này. Đầm thun 40 đến 60kg ngang vừa, đầm thun 59. Đầm thun đỡ chị còn 59.000 là đầm thun 59. Đầm hồng này 65 nha mấy chị ơi. Cái này mặc nhiều cũng đẹp luôn á, bầu quỳ men được. Mặc form giấu quần á, đầm nha. Bả rất là đẹp luôn, sơ mi hồng dùm em hàng 165 á. Siêu còn 65.000, cái này mấy chị chốt đi mấy chị ơi, em nói rất là xịn, rất là đẹp luôn. 65.000 sơ mi hồng. Sơ mi hồng 65, em là mẻ sơ mi hồng nha, siêu còn 65.000 sơ mi hồng. Rồi đầm thun này siêu còn 59, chốt là đầm thun siêu 59. 40kg đến 60kg men vừa mấy chị ơi. Đầm thun siêu mình còn 59.000 đầm thun. Chốt đầm thun siêu 59. Đầm thun siêu 59, áo sọc dùm em, áo liên sọc 40 đến 60kg vừa. Liên sọc 55.000 liên sọc. Liên sọc mấy chị ơi, 55.000 liên sọc nha. Chốt em là liên sọc 55. Rất đẹp luôn. Đầm thun của chị Phạm Kim Hạnh. Đầm thun chị Phạm Kim Hạnh nè. Rồi hết đầm thun. Lo dùm em nha mấy chị ơi. Vi giá nha Vi. Sọc 55 của chị Yến Hòn. Sọc 55 chị Yến Hòn. Hồng này 59 luôn mấy chị ơi. Hàng này siêu lỗ lắm luôn. 59.000 40kg nó 60kg men vừa. Hồng 59 nó thun hồng. Áo thun hồng 59.000 thun hồng. Chốt em mẻ thun hồng 59. Sọc 55. Áo thun hồng 59 đó chị ơi. Cái đầm này còn nè. Đầm này. Rồi lên giùm em là quần chiếc đế hồi nãy là tầm
45kg đổ lại chị Huyền Nguyễn ơi, 45kg đổ lại giùm em nha. Đưa chị quần chip hồi nãy là quần chip em siêu 45.000. Quần chip hàng xịn đó mấy chị ơi. Hồng 59 đó chị Phượng Ruby. Hồng 59 chị Phượng Ruby. Quần chip 45.000 em 5 quần. Đầm này em 59.000 luôn mấy chị ơi, bán cho nó gọn luôn nè. Cái đầm xanh 59.000, 40 đến tầm 53, 54kg vừa. Quần chip giùm em nha. Quần chip nha mấy chị ơi, 45.000 5 quần. Rẻ xỉu luôn. Trời nó rẻ lắm luôn á, mẹ xịn nha, hàng xịn đó mấy chị ơi. 45.000 5 quần. Mình đi ra mình mua quần chip mẹ xương xương quần chip bình thường cho mấy em nhỏ là mười mấy ngàn quần rồi. Cái này em hàng xịn luôn, 45.000 5 quần. Rồi 45.000 5 quần, ai lấy mấy chị lo giùm em nha. 45.000 5 quần. 45.000 5 quần mấy chị. Rồi hai chip cho chị Nguyễn Xuân Hằng. Hai chip cho chị Nguyễn Xuân Hằng là như hết luôn. Chị Nguyễn Xuân Hằng hai chip luôn. Hết chưa Bi, coi chị quần chip hết chưa? Để lò lò ra nữa nha. Rồi đầm xanh 59.000 đầm xanh mấy chị ơi. Đầm xanh 40kg đến quần chip đó em hết rồi. Để từ từ biết Bi kiểm tra thử còn không mấy chị. Đầm này 40kg tầm 55kg vừa. Đầm này em nói mặc kiểu gì cũng đẹp hết mấy chị ơi. Cột dây hoặc là không cột cũng được nha. Có lót bên trong 59.000 đầm. Sơ mi hồng là dài. Nó dạng form giấu quần mấy chị. Đầm xanh 59.000 đầm xanh. Hồng 65 dùm em, rẻ xỉu mấy chị ơi. Hồng 65.000 dùm em màu hồng. Chị nào lấy hồng này dùm là mẻ hồng 65 nha. Đầm hồng 65.000 đầm hồng. Đầm hồng 65.000 đầm hồng. Đầm hồng 65, mấy chị mặc thêm cái quần đùi bên trong đó là ok nha. Chị mà đầm hồng 65. Đầm hồng mà có 65.000 thiệt á. Rỉ xỉu luôn mấy chị ơi, đầm hồng 65. Chị mà đầm xanh này 59.000 đầm xanh. Kem này còn mấy cái Vi. Kem này còn ít để 59 luôn, ai lấy chốt là giúp em luôn. Sơ mi hồng 65, mấy chị Kiều Nhi Ngô không dám một đâu. Ở dưới có còn đó, kiểm tra đàng hoàng đi. Để like biết, còn biết luôn nè em. Đi xuống coi em. Hồng 65 chị Kiều Nhi Ngô. Rồi cái này em là 59.000 áo kem luôn này, siêu em phải lỗ tầm 40.000 cái áo này mấy chị, áo này hàng nhập vô keo. Chị này mà đi sành áo thun là biết liền, ta bán rẻ nhất là 155 á, áo thun này nè. Nó không phải áo thun mệt bình thường đâu, trên cái này nó trên này nó có mịn lắm, mịn đẹp lắm mấy chị. Để bây giờ còn 59 luôn, em làm áo thun 59. Áo thun 59.000, áo thun kiểu không chị. Giờ em siêu có mẫu gì em lên mẫu đó với mình nha. Em là áo này 59.000 áo. Để coi còn mấy cái. Hàng đẹp lắm mấy chị ơi, cho nó gọn luôn. Mẫu này bữa đứa em like hết rồi nè, xong giờ lại lòi ra. 59.000 cho em là áo kem luôn. Để mấy chị còn 59, 40kg đến 60kg mang vừa. Giá này trong like thôi nha mấy chị ơi. Giá này em chốt trong like thôi. Phát hiện ra một điều là hệ thống nó cũng bị ẩn nha Bi. Nè em quay ra coi nè. Bên đây em thấy không? Bên đây này có 5 quần chip đó nè, thấy không? Mà bên đây không có này, đừng nói hệ thống không bị ẩn. Nó ẩn luôn á. Kem 5 chứ nó gì Phượng Ruby. Rồi kem chị nào lấy nó lên giúp em. Kem này chị nào lấy nó lên em nha. Kem này nữa nè. Cho em là 59.000 áo 59. Y màu nhau luôn á chị ơi. Này còn cái nha, em là áo kem 59. Áo kem 59 rêu 49 luôn nè. Còn cái màu rêu nữa. Mình thấy như bên rêu còn đúng không? 59 cho Kim Phụng. 59 cho Kim Phụng. Còn nữa men. Chán không? Nó sợ nhất là like que xong một ít bữa nó lại còn nữa. Con bên kia thử. Kiểm mới đi hệ thống thử mấy cái. Kem mới về dốc nhiều nè. Giờ không có chốt ít bữa nó lòi ra cục nữa chắc tiêu luôn quá. Hôm này 40 đến 60 kg mang vừa chim là màu rêu 49.000, màu rêu. Màu rêu 49.000. Màu rêu 49. Cái này lên giùm em là màu hồng 59 luôn mấy chị, hồng 59. Hồng 59 em nói thiệt luôn, cái này lỗ 40.000 một cái nè, áo này nè, cái chất này nè. Phải hai cái giống nhau không? Coi hai cái hình chữ giống nhau không? Kỹ đi. Giống không? Rồi là em hết áo kem rồi, rêu 49 đó chị Phương Thảo. Rêu 49 đó chị Phương Thảo. Rồi lên giùm em là cái này em là màu da 49 luôn mấy chị, 40 đến 60 mang vừa. Màu da 49.000, màu da luôn. Màu hồng 59 đó chị Phạm Kim Hạnh. Hồng này dưới còn nữa em. Không quên áo thun lên chị. Hồng 49 đó chị Phạm Kim Hạnh. Rồi cho em là áo da luôn mấy chị ơi. Áo da 49, rêu 49 ở dưới còn không Vi? Rêu cho chị Beo Le Bùi 49 luôn.
Rồi áo hồng, áo hồng coi có còn không, đợi chốt. Áo này lên cho mình 45.000. Áo len 45 á chị ơi. Dê 49 á chị Nguyễn Nhung. Dê 49 á chị Nguyễn Nhung. Rồi lên em lại màu đen nè, màu đen 45.000, 40 đến 60 men vừa. Đen 45 mấy chị. Đen 45 giúp em là đen 45, 40 kg đến 60 kg men vừa. Mấy chị lên là màu đen, hình dâu là dâu theo nổi lên trên luôn. Lên em lại đen nha mấy chị ơi, đen. Đen giúp em nha, đen 45.000 màu đen, áo len, len đen 45. Áo này đợi mấy chị còn 65.000, em là áo 65, 40 kg đến 60 kg men vừa. 40 đến 60 kg men vừa, áo đen 65, áo đen 65. Rồi đen 45 chị Phạm Kim Hạnh. Lúc này có cái đầm xanh. Dạ còn nha chị ơi. Còn nha chị ơi. Lên giùm em là áo này 65.000, 40kg đến 60kg men vừa vải đẹp lắm. 65.000 nha mấy chị nha, đen 65. Chốt em mẻ đen 65.000, mẻ đen. Đen 65, áo lưới này siêu còn 45.000. Đầm xanh 59 còn nha chị. Đầm xanh 59 nè. Lên giúp em nha mấy chị nha. Rồi em là đầm xanh 59.000, đầm xanh. Chốt em đầm xanh 59 nha chị nha, đầm xanh 59 là hết hồng luôn rồi em. Hết hồng rồi. Mặt quần đầm xanh là chị Thu Thủy, đầm xanh 59. Đầm xanh em còn á. Đầm xanh 59 là chị Thu Thủy, cái này không biết hỏi chị nha. Đầm xanh 59 thì Thu Thủy. Éo sọc nữa chị nhớ, éo xém ra đi, éo xém để 59 luôn. Đầm xanh 59 ok vậy luôn nè. Chị ghê si gì nè em. 59.000 đầm xanh luôn ok chị. Rồi lên giúp em nha, nhắn địa chỉ qua giùm em nha. Lên nhắn giùm em địa chỉ số điện thoại luôn nha chị ơi. Rồi lên em là áo xém 59.000 luôn á chị ơi. 40kg đến 60kg men vừa. Áo xém giùm em luôn 59.000 áo xém. Chốt em mẹ xém 59. Mẹ xém 59.000 mẹ xém nha mấy chị nha. Chốt xém 59 giúp em. Hồng 59 đây. Rồi lên giùm em nha mấy chị ơi. Xém 59 luôn cùng với lại tông áo kia. Áo này em phải lộ 45.000 một cái. Nó thiệt sự luôn trời ơi. Nó mịn lắm, nó không phải như áo thun mà thun khô hay là thun dẻo dẻo kia đâu. Cái này nó đẹp lắm. 59.000 giúp em nha, em là áo xém siêu 59 luôn. Xém 59. Hình như còn nữa không Vi, hay là cái cuối luôn rồi em. Rồi em là màu xém mấy chị ơi, 59.000 cái cuối cùng. Nó cùng vải với lại áo màu kem với lại áo màu hồng luôn á. Mày này là màu xém. 59.000 màu xém. Vi, hồi trưa á đem xuống dưới á, coi chừng cái kem còn đó nha. Cái màu kem hồi trưa là bé My cầm xuống cái cục kem với cục đen. Hỏi My để ở đâu. Cái thun nhạc này, vải này luôn nè. Đen với kem. Rồi xém 59.000 giúp em màu xém nha mấy chị nha. Chốt xém 59. Quần này siêu còn 69.000, còn ít với M. Quần này siêu 69.000, còn ít với M mấy chị ơi. Em là quần 69.000 kìm size. Em còn size ít với size M luôn, hai size. Ít với M, hai size 69.000. Quần này mấy chị để ý thì em chưa like bao giờ luôn. Hàng 99.000 ở sale luôn, còn 69. Chốt em là quần nha, quần trắng kìm size ít với M. Tay mấy chị nhớ áo sọc này không? Áo sọc này hôm trước like 95.000 mà không có hàng bán luôn, bây giờ lòi ra một cái đi. Lên giùm em là áo sọc này để mấy chị còn 65.000 áo sọc, 40kg đến 60kg men vừa, 59.000 áo sọc luôn đi. 59.000 sọc giùm em nè. 40 đến 60 men vừa, 59.000 sọc. Cái này nữa nè, đủ thứ mấy 95.000 là không có hàng chốt luôn á. Giờ sót lại nè mấy chị ơi, đâu lò ren màu một cái. Thấy không? Thấy không à? Áo đen này cũng còn nữa nè nha. Nãy mấy mi làm xuống một cục nè. Nè, màu kem hồi nãy chị nào chưa có vậy ta? Giờ lấy màu kem này chốt anh lại giùm em mấy chị ơi. Quần size là chị Phạm Kim Hạnh. Xong vô đây. Review đây, review quần size đây. Quần ý là chị Phạm Kim Hạnh. Rồi, áo sọc 59 đó chị Lê Hạnh với chị kìm vé giùm em nha. Sọc 59 là Lê Hạnh. Review sọc 59 đi. Chị Thu Thủy lấy hồng là hồng sọc hồng đúng không chị ơi? Chị Thu Thủy lấy hồng là hồng sọc này đúng không chị? Hồng giùm em. Hồng 59.000 màu hồng.
hồng 59.000 màu hồng chị Thu Thủy nha chị. Ghi 59 vô chị Vy. Rồi quần trắng tay cho anh Nana. Trắng ý cho Nana. Nãy còn cái quần trắng chờ liệu của nó sao á. Quần trắng luôn thun mấy em. Bỏ view cho Nana ơi. Rồi màu màu kem cho chị Phạm Kim Hạnh màu kem. Em đưa lại áo sọc ơi, áo sọc của chị Thu Thủy lại anh chị ơi. Kem ơi chị Phạm Kim Hạnh màu kem. Chị Phạm Kim Hạnh thôi lại về áo sọc cho luôn đây đây. Lộn nha, nó tốt rồi, đây này. Rồi áo này chị nào lấy cho em là mẻ sọc để mình còn 59 luôn, 40kg đến 60kg men vừa, hàng này xịn cực kỳ luôn. 59.000 áo sọc dùm em nha, nhưng mà mẻ sọc hồng 59. Sọc hồng 59.000 sọc hồng. Sọc hồng 59.000 sọc hồng đó chị ơi. Sọc hồng 59.000, bên em thấy chị Phạm Kim Hạnh trước chị. Rồi em là sọc hồng nha, 59.000 sọc hồng. Chú em là sọc hồng 59. Đây là sọc hồng 59. Rồi áo lưới này nha quý chị nha, áo lưới. Áo lưới giùm em nè. Da á, áo da kìa. Rồi áo lưới 45.000, áo liên lưới 45, chú mẹ liên lưới 45.000 mấy chị ơi. Liên lưới 45.000 liên lưới. Liên lưới 45.000 giùm em mẹ liên lưới nè. Áo liên lưới nha, hàng rất là đẹp luôn, nó rủ mịn đẹp lắm, màu đen. Liên lưới 45. Chị mà đen lưới 45 mấy chị ơi, đen lưới 45. Sọc 59 đó chị Kim Chi. Sọc 59 đó chị Kim Chi. Sọc 59 đó chị Kim Chi. Sọc 59 chị Kim Chi. Nhìn kỹ áo kem nữa còn đúng không? Em coi để em coi áo kem mà còn nữa thì em để chị cho chị Thu Thủy thôi. Áo đen này em là 59.000 áo đen luôn nè, 40 đến 60 men vừa. Áo đen giùm em luôn 59 đó chị ơi. Áo đen 59.000 áo đen, chị lấy đen chốt em mẻ đen 59. Chốt em là mẻ đen 59.000 màu đen nha mấy chị nha. Đen 59.000 màu đen, 40kg đến 60kg men vừa. Em là đen 59.000 màu đen. Chốt em là đen 59. Đen 59. Mẫu này nó cùng nè mấy chị ơi, quả này là giống như áo màu hồng với màu kem luôn. Để mấy chị còn 59.000 em là mẻ 10. 59.000 mẻ 10. Rồi 59.000 mẻ số 10 giúp em mẻ 10 59. Mẻ 10 nha mấy chị nha, mẻ 10, 59.000 mẻ số 10. 40kg đến 60kg về vừa hết luôn mẻ 10. Cùng tông vải với lại áo màu hồng với lại áo màu kem. Chị nào thích hai cái vải đó mấy chị chốt thêm áo đen này. Chốt xịn đẹp lắm luôn, em để mình còn 59.000. Chị nào lấy là em là áo đen 59 nha mấy chị nha. Áo đen 59. Chú em mẻ áo đen 59.000 áo đen. Áo đen 59 nha. Vải mịn chốt rất là đẹp luôn. Ai mấy chị ơi, xịn cực kỳ luôn nè. Rồi 59.000 áo đen nha. Lấy đen này chứ mà đen 59. Chú em là đen 59 nha mấy chị nha. Đen mẻ 10 á. Đen mẻ 10, 59.000 đen mẻ 10 theo hết luôn. Đen mẻ 10, 59. Năm mươi chín ngàn đen mẻ 10. Rồi lên là bộ đỏ. Bộ đỏ này size S nha. Chị nào mê thấy chốt em nè. Đen 59 nó về Kim Chi. Đen 59 thì Kim Chi. Rồi cái này chị em là bộ đỏ nè mấy chị ơi. Bộ đỏ này để cho mình size S nha. 55.000 bộ đỏ size S. 55.000 đỏ size S chốt lên giúp em. Đỏ S 55. Rồi đỏ size S siêu 55. Đỏ ít mấy chị ơi, siêu 55.000 đỏ ít. Chú em đỏ ít siêu 55, chị lấy đỏ ít chốt đỏ ít nha. Bộ này hàng 155.000 để mấy chị còn 55. Dễ sợ. Lên giúp em nha mấy chị ơi. Lên em là đỏ nha. Đỏ size ít mấy chị, đỏ size ít 55. Caro phía sau nhiều chị, caro phía sau 169 nha chị Luyến Si Tuyển ơi. Caro phía sau là 169 giùm em nha chị. 169. Cho em làm mẫu này. Đầm body. Đầm body này 40 đến tầm 52 53 kg vừa, giá 59. Body xám 59. Rồi, body xám 59. Kem là năm màu hồng này là 56 57 kg lại men vừa. Hồng này 56 57 kg lại men vừa. Éo lên đầu line nãy còn không em? Đầu line. Cho chị lấy một vi. Lấy một cái áo len này ở kho em chị. Ở sau là 169 nha chị Út Harry ơi. Áo sau là 169 giùm em nha chị nha.
sau là 169 giùm em nha chị. Hoodie phía sau, áo phía sau là 169, còn áo caro là 169 luôn á mấy chị ơi. Áo len đầu lai là áo trắng đúng không chị? Chị Lợi Thơm Ngô. Rồi 59.000 màu hồng giùm em, hồng 56 57 kg lại men vừa vải đẹp lắm. 59.000 màu hồng, 59.000 màu xám. Áo caro đây nha chị suy tuyển. Chị Luyến ơi. Áo này 169 giùm em nào, vải rất đẹp luôn nè. Ở sau có hình Doraemon. Hồng 59 đó chị Thu Thủy. Cái giá em. Bây giờ kìm giá giúp em. Hồng 59, áo nâu. Áo nâu á em, chị Lợi Thơm Ngô hỏi áo nâu đầu lai là mẫu nào vậy Vy, nhớ không Vy? Hả? Áo nâu đầu lai hồi nãy 175 còn nha chị Lợi Thơm Ngô ơi, còn chị. Rồi áo caro này giúp em 169. Caro 169 nhưng là caro 169.000 mấy chị canh mặt á. Ở sau sẽ có hình luôn rồi nha. Chị nói lên beo dày chất beo đẹp luôn 169.000. Còn áo hoodie phía sau là 169 luôn nha. Chị nào muốn xem mình nói em đưa qua mình xem nha. Rồi caro này luôn 169 caro. Chị nào lấy khóc caro này chốt lên giúp em nha. Bao nhiêu ký cũng vừa hết. Bao nhiêu ký cũng vừa hết mấy chị ơi. Lên beo dày chất rất là đẹp luôn nha. Caro 169. 175 nha chị Lợi Thơm Ngô ơi. Chúc em là lên 175 nha chị nha. Len này 175.000 len, len 175, chốt em là len nâu 175, len nâu 40kg đến 60kg men vừa. Cho chị bộ chuột chuột đỏ chuột hồng em. Rồi chị em là len nâu nha chị, 175 len nâu. Len nâu 175, mặt cười trắng là siêu còn 79 nè, mặt cười này hàng loại khác nha mấy chị ơi. Siêu 79.000, 40kg đến 60kg men vừa. Trắng 79. Trắng này là hàng cao cấp siêu còn 79.000 tim mẹ của nó đi. Còn có cái lọ siêu 49 nữa nha. Rồi chị em là mặt cười màu trắng siêu em còn 79.000 mặt cười trắng. Mặt cười trắng 79. Rồi áo này siêu 55.000. Áo len này siêu còn 55. Áo len này kìm tép luôn nè chị ơi, siêu 55 chị em là áo 55. Áo nâu siêu 55.000 áo nâu. Phom vải đẹp luôn. Tay giùm em nha, áo nâu nè mấy chị ơi. Kìm cái tép phía trước cho mình nè, siêu 49.000 đi, chị em là áo 49. Chị là áo 49, chú em mẹ áo 49 nha. Mình gài cái tét phía trước như thế này. 40 đến 60 kg men vừa, áo len siêu 49.000, len nâu 49. Rồi chú em mẹ len nâu nha mấy chị nha. Len nâu 49.000, len nâu có cái tét phía trước như thế này nè. Chia sẻ like giùm em nha. 40 đến 60 kg là vừa hết luôn mấy chị. Comment em là len nâu 49. Len nâu nha, len nâu siêu 49.000, len nâu. Rồi len nâu chị Trần Nhi. Mặt cười chị Nhà Ngô. Mặt cười trắng chị Nhà Ngô 79. Rồi len nâu chị Kim Chi. Chị Nhà Ngô nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại nha chị Nhà Ngô ơi. Mặt cười chị Nhà Ngô này em. Rồi mẻ chuột này xem chị còn 79.000. Chuột hồng 79 40kg tầm 56 57kg vừa. Chuột hồng xe 79.000 chuột hồng. Chốt với mẻ chuột hồng hàng gắm lụa nha mấy chị nha. Hàng gắm lụa vải đẹp lắm. Chuột hồng xe còn 79.000 chuột hồng. Chị lấy chuột hồng cho mẹ chuột hồng 79. Rồi cho em địa chỉ số họ luôn. Chuột hồng 79.000 chuột hồng mấy chị. Lên em là chuột hồng 79 nha, 40 tầm 56 57 kg vừa. Chuột hồng giùm em 79.000 chuột hồng hàng gắm lụa vải đẹp lắm. Cái nâu kia lên. Rồi lên em là đỏ nè mấy chị ơi, 40 kg đến 60 kg men vừa, đỏ này cho em 39.000 màu đỏ. Lên là đỏ 39. Đỏ 39.000, 40 đến 60 men vừa, chốt em là đỏ 39. Đỏ 39 nha mấy chị nha, áo len, len đỏ 39.000. Rồi đen này cho em là 49.000 áo đen. 40 tầm 52, 53, 54 ký men vừa. Áo đen 49.000 áo đen luôn, chốt áo đen 49. Áo đen nha mấy chị nha, áo đen 49.000 áo đen. Lên em là áo đen 49 luôn, đỏ này 39. Sọc này cho em 39.000 kìm màu, sọc trắng 39 và sọc xanh 39. Bốn mươi kg đến 60 kg là vừa hết luôn nha mấy chị nha. Sọc xanh 39.000 sọc xanh và sọc trắng 39.000 sọc trắng. Xanh 39 với trắng 39 chị lấy màu nè mấy chị, lên màu nha em nha. Xanh 39 với lại trắng 39, 40 kg đến 60 kg men vừa. Vui nằm xanh bên cây rồi vui nha, để bỏ hai bill á. Rồi cho cái đầm thun lên cây xuống đây luôn, đầm thun đầm ho vàng, ho nâu, ho đỏ. Rồi lên giùm em là sọc trắng nha mấy chị nha. 40 kg đến 60 kg men vừa. Lên là sọc trắng 39 đó chị Phương Thảo.
sọc trắng bay chứ nó chị phương thảo. Cái này là sọc xanh nha, bay 9.000 quả đẹp lắm, hàng Quảng Châu chất đẹp em siêu rỉ mấy chị, còn bay 9.000 sọc xanh. Chứ là sọc xanh nha mấy chị nha. Sọc xanh bay 9.000 sọc xanh, lo em là sọc xanh bay 9. Sọc xanh nha mấy chị ơi, bay 9.000 sọc xanh quả rất là đẹp luôn. Đầm đỏ trên 59.000 đầm đỏ. Đầm đỏ này form 40 kg tầm 55 kg vừa. 40 đến 55 kg vừa, đầm hoa đỏ 55.000 đầm hoa đỏ. Đầm hoa đỏ 55 giúp em hoa đỏ mấy chị. Hoa đỏ 55.000 hoa đỏ. Lên em là hoa đỏ 55 nha, hàng hai lớp luôn. Hoa đỏ 55.000 hoa đỏ. Cái đầm chuột xanh nó gần bên cái đầm hoa vàng được chị hai cái đó luôn. Rồi hồng giùm em luôn mấy chị ơi. Hồng này 60 kg lại men vừa, hồng 45, kêu là hồng 45. Hồng 45.000 màu hồng giùm là hồng 45. Hồng 45.000 chốt với mẹ hồng 45. Rồi đây chị nào lấy hồng chi mẻ hồng nha. Hoa đỏ 55 cho chị Phạm Kim Hạnh. Đỏ 55 chị Phạm Kim Hạnh. Rồi em là hồng luôn, hồng 45.000 mẻ hồng. 40kg đến 60kg mang vừa mấy chị ơi. Hồng 45 nha. Cái hồng này dễ thương nè. Cái hồng này dễ thương lắm mấy chị ơi, mã đẹp lắm. Hồng 45 cho em mẻ hồng. Em là hồng 45. Áo len màu đen. Nhà như là ghi lê màu đen, trên 45.000 ghi lê đen, 40kg đến 60kg men vừa. Ghi lê đen 45 nha, 60kg là men vừa, ghi lê đen 45. Ghi lê đen 45.000 ghi lê đen. Ghi lê đen 45, hồng hồng 45 cho chị hồng xe. Ghi vé nha quý. Cái gì con mình kiềm vé giúp em nha. Hồng 45 cho chị hồng xe. Rồi. Lên giùm em là đầm xanh này siêu còn 75.000, 40kg đến 60kg men vừa hết, đầm xanh siêu còn 75. Chúng em đầm xanh 75. Đầm xanh nha mấy chị nha, đầm xanh siêu còn 75.000 đầm xanh. Alex xanh với mẻ xanh 75. Đầm mà chuột xanh dáng dài, cái này dài xuống dưới luôn, dạ maxi dáng dài. Xanh 75.000 màu xanh. Rồi đen này để mình còn 45 nha, ghi lơ màu đen 45, ghi lơ lên. Ghi lơ lên màu đen 45.000 mấy chị ơi. Phối với lại đầm với áo sơ mi rồi beo đẹp cái màu đen. Rồi đen giúp em luôn, đen 45.000 màu đen. Chị lấy đen với mẻ đen nha. Đen 45 đầm xanh 75. Đen 45 đầm xanh 75. Rồi mẻ hoa vàng em 55.000 hoa vàng. Hoa vàng 40 tầm 55 kg vừa, hoa vàng 55. Mẻ hoa vàng siêu còn 55 mấy chị ơi, em là hoa vàng nha. Hoa vàng 55.000 hoa vàng. Chị nó lấy hoa vàng, lấy mẻ hoa vàng 55. Hàng hai lớp luôn, dày dặn chất đẹp nè. Trong có lốt luôn mấy chị. 55.000 hoa vàng. Hoa vàng giùm em nha, quả mướt lắm luôn. 55.000 mẻ hoa vàng. Quả rất đẹp, hoa vàng 55. Rồi hoa vàng 55 giùm em. Bộ này mấy chị ơi. Gồm một cái quần màu trắng nè. Một cái quần kaki màu trắng đi một áo thun màu đen. Cho em 75.000 nguyên bộ. 75.000 nguyên bộ luôn nha. Form này tầm 50. Form này tầm 52 kg lại men vừa. 75.000 nguyên bộ luôn, 52 kg lại men vừa. Chịu lấy bộ 75 như là bộ 75. Bộ 75.000 giúp em nha. 52 kg lại men vừa, bộ 75. Rồi chị lấy bộ 75 như là bộ 75.000 bộ. Chị lo như vậy là bộ 75 nha mấy chị nha. Hồi nãy quần trắng em mở cho nè nè chưa. Rồi bộ 75 giùm em thì dễ thương lắm luôn nè. 50 52kg lại vừa nha mấy chị nha. Tách rồi em mang ok luôn. Quần là quần kaki lưng cao, đi với lại áo thun màu đen, thun đen vịt. Thun đen vịt nè, 75.000 nguyên bộ. Nhưng là bộ vịt 75. Bộ vịt 75.000 bộ vịt mấy chị ơi. Đây cái quần này nè. Quần này tiêu còn 99.000. Bộ 75 mấy chị Hồng xe. Bộ 75 chị Hồng xe, quần này hàng 135. Em hết nha chị Phạm Kim Hạnh ơi. Cái này là quần này hàng 135 siêu còn 99.000 XML be size. Quần này giúp em nha, form XG XML be size siêu 99. XML be size siêu 99.000, chị đâu lấy lên giúp em nha mấy chị nha. Size X, size M và size L luôn be size siêu 99.000. Form 40kg đến 60kg là có size. Chỗ quần này mấy chị chốt đi. Em nói rất là dễ phối đồ luôn. Nó dày dặn, vải nó co giãn nhiều. Mặt bẻ lắm. Lo dù em là quần 99.000 kìm size nha. Size S, size M với size L luôn be size. Siêu nó gọn nè.
XML luôn, bê size mấy chị ơi. Quần 99.000 kèm size dùm em, chất siêu co giãn, để từ 40kg đến 60kg là có size hết luôn á. XML bê size nha, X dưới 50, M dưới 55 và L 60kg vừa luôn. Lo dùm em XML bê size 99.000 giá sale, 99.000 dùm em nha mấy chị ơi, 99.000 kèm size. Một cái quần 59.000 mà em còn 2 cái nè. Quần này siêu, quần 59 mấy chị ơi. Lên bộ không chị? Rồi cho em xíu. Lo em là quần này siêu 59 dưới 55kg đổ lại vừa, 55kg lại men vừa. Em là quần siêu 59. Quần này hàng 105 siêu, quần 59 chất tuyết nhung rất đẹp nha mấy chị ơi. Trong đầu quần siêu 59.000 mẻ quần. Rồi bờ re, chị cái bờ re lên tặng mấy chị 19.000 cái. Chị mua mấy cái để dành men mấy chị ơi. Bờ re em sẽ lỗ. Quần size M chị Phạm Kim Hạnh, quần 99.000 size M chị Phạm Kim Hạnh. Quần 59 cho chị Thu Thủy. Quần 59 chị Thu Thủy. Rồi lấy quần 59 nó chốt lên giúp em. Quần 59 nó chị Phương Thảo. Quần 59 nó chị Phương Thảo luôn. Quần 59 chị Phương Thảo luôn. Bờ re nè thiệt luôn á em. Em nhập số lượng hơi nhiều, nhập vô là 40 mấy ngàn, 45 49 ngàn diện cái rồi. Em sẽ mấy chị còn 19 ngàn một áo thôi, bán tặng nha mấy chị nha. A à, lấy bờ re mà bờ re 19 ngàn cái, cái gì mua 20 cái gì đó dành men, chất nó đanh mịn lắm luôn, bao nhiêu ký cũng vừa. Ở sau sẽ có dây điều chỉnh cao thấp luôn nha. Ở sau nè có dây điều chỉnh cao thấp luôn mấy chị. Lên giùm em là bờ re 19.000 lên tặng mấy chị, 19.000 một cái thôi nha, bao nhiêu ký cũng vừa luôn. Bờ re mấy chị lấy rồi em lỗ lắm luôn. Bờ re này nhập vô là, cái này là nhập vô là 45-49.000 một cái rồi mấy chị. Lên giùm em nha, bờ re 19.000, một cái chị Kiều Nhi Ngô, một cái chị Trần Nhi, 19.000 giúp em nha mấy chị nha. Lấy bờ re 19 chốt lên, mặt đẻ lắm mấy chị, phải lấy 2-3 cái để dành men. Mặt rất là đẻ luôn, bờ re mấy 19.000. Bán tặng á, bờ re 19.000 mấy chị ơi. Bờ re 19 2 cái gì Phương Thảo. Bán tặng á mấy chị ơi, rất xịn luôn. 19.000 ở chị Tô Như Huỳnh. Chị nào lấy bờ re 19 chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Lên tặng cho mình có 19.000 cái bờ re. Rồi bờ re 19.000. Bờ re 19.000 mấy chị hết hồn luôn á. Bờ re 19.000 nè. À, ai lấy bờ re. Chị Phạm Kim Hạnh bờ re 19. Bờ re 19 mua 20 cái đó dành men mấy chị ơi, đẻ lắm, đanh mịn lắm, xịn, hàng xịn nha. Mà em đang lên lỗ sẽ mới có giá này. 19.000 bờ re chị Hồng Lam. Bờ re là trước mua rồi đó. Cảm ơn chị Hồng xe nha. Sẽ 19.000 rồi mấy chị ơi. Bờ re chị Huỳnh Thúy Liễu 2 cái. Rồi. Chị lấy bờ re nó lên giúp em nha, bờ re. Bờ re 19.000 lấy thêm mấy chị. Bờ re 19.000. A à, lấy như là bờ re 19 luôn nha, xịn cực kỳ luôn. Lỗ 30.000 cái bờ re. Mà do em nhập số lượng nhiều quá nên bây giờ phải chịu, phải xẻ ra vừa bán vừa tặng mấy chị. Vừa bán vừa tặng. Chị Hiền Nguyễn bờ re 19. A à, lấy bờ re chốt lên giúp em nha. Bờ re 19.000 bờ re. Rẻ xỉu luôn mấy chị ơi. Rồi bờ re giùm em nha. Áo bờ re 19.000. Rồi áo hoa để mấy chị còn 45. Áo hoa này vải rất đẹp, 40kg đến 60kg men vừa. 40 đến 60 men vừa luôn, áo hoa để mình còn 45.000. Mấy chị lên em là áo hoa 45. Áo hoa này xem mình còn 45 nha, chốt em mẻ hoa xem 45.000 mẻ hoa. 40kg đến 60kg gì vừa hết luôn mấy chị ơi. Hoa giúp em 45.000 mẻ hoa. Em là hoa 45 cho chị Tô Như Huỳnh. Hoa 45 cho Tô Như Huỳnh một cái. Lên em là mẻ hoa nha mấy chị ơi. Hoa cho chị con nhiêu hình mà. Hoa xe 45.000 hàng Quảng Châu chất rất đẹp, em sẽ lỗ mẫu này. 45.000 40kg đến 60kg men vừa. Chị nào lấy hoa lên mẻ hoa nha, hoa 45.000. Áo sọc này siêu lỗ còn 59 nè. Áo sọc này siêu lỗ còn 59 nè, lấy sọc kim sọc, sót lại cái tính rỉ với chị luôn 59.000. 40kg đến 60kg men vừa, áo sọc 59. Sọc thì em nhan thun sọc 59. Thun sọc 59.000 thun sọc. Rồi lên tặng cái quần này luôn mấy chị ơi. Quần này mặc đẻ lắm luôn, mặc nó dễ thương lắm. Mặc vô nhìn giống như mặc chân váy gì đó. Dễ thương, vải đẹp cực kỳ luôn này. Em siêu lỗ mấy chị quần này luôn. Sọc 59 giúp em nha. Rồi áo hoa chị Trần Nhi 45.
Rồi lo nhà em là áo sọc 59, sọc 40 đến 60 men vừa. Sọc 59 với chị ơi. Rồi quần này em có size M với size L hai size. M với L hai size mấy chị ơi. Lo em là quần này em để mấy chị còn hàng này bữa trước là 99 hơn quay. Dạ. Để mấy chị còn quần này 59.000. À lấy lên giùm em luôn, lỗ lắm luôn nha mấy chị ơi. 59.000 giúp em một quần M với L hai size. Trời ơi mặc lên giống như mấy chị mặc cái chân váy vậy đó, dễ phối éo cực kỳ luôn. Size M, size L hai size. M với L hai size mấy chị. Rồi lấy lên em nha, 59.000. Lưng của nó lưng rất là keo, lưng keo mẹ kiểu lẹ mà dễ thương nữa. Mấy chị mua một cái đi về nhà phối éo, dễ phối éo lắm mấy chị ơi. M với L hai size giùm em nha. M với L hai size chị nó lấy chốt lên em. Trời vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi, vải rất rất là đẹp luôn nha. À lấy mấy chị lo giúp em luôn. Size M với lại size L mấy chị ơi, hai size. Size M với size L hai size giùm là quần này 59.000 một quần tiền size nha. 59.000 một quần tiền size. Quần 59 chị Hồng xe lấy size gì chị? Dạ ok chị nhà Ngô. Bộ đỏ nè, quần size M 59 đó chị Hồng xe. Rồi chuột đỏ giùm em nha mấy chị ơi, chuột đỏ giùm em. Chuột đỏ 56 57 kg lại men vừa mấy chị lo em là chuột đỏ nha. Chuột đỏ mấy chị ơi, chuột đỏ 79.000 chuột đỏ. Chốt mẹ chuột đỏ 79. Chuột đỏ giùm em nha, chị Hồng xe ghi shop á. Chuột đỏ 79.000 chuột đỏ, chốt là chuột đỏ 79. Rồi chuột da luôn mấy chị ơi, chuột da 79.000 chuột da. Chúc em chuột da luôn, 79.000 chuột da. Rồi chuột da 79 chuột đỏ 79 nha, chị nào lấy lên giúp em. Có hình con ngựa nữa Vi. Làm hình con vịt chứ hình cô gái kìa. Rồi 79.000 chuột da giùm em. Chuột da 79 nè. Rồi cái này mặc lên trắng da cực kỳ hàng gắm lụa không kêu vào 79.000. Chị lấy bộ này lên giùm em luôn nha, 79.000 màu đỏ gắm lụa mấy chị ơi, hàng gắm lụa nha, 79.000 màu đỏ giùm em luôn, 79.000 màu đỏ. Chuột 40 đến 56 57 kg vừa gì bùi vàng ơi, 40 đến 56 57 kg vừa. Cái này em là mẹ cô gái, mẹ cô gái 79.000 cô gái. Hàng nhà chinh là rất là đẹp luôn, hàng này lụa mango. Cô gái 79.000 cô gái, chờ lấy cô gái chốt mẹ cô gái 79. Rồi cô gái giùm em nha, 79.000 cô gái. Rồi cô gái giúp em luôn, 79.000 cô gái mấy chị. Lên em là cô gái nha, 79.000 cô gái. Cô gái 79.000 cô gái. Rồi quay tiếp nè, mẻ chuột giùm em, mẻ chuột, chuột này chuột mẻ 10. 79.000 chuột mẻ 10 mấy chị. Chuột mẻ 10 em, 79.000 chuột mẻ 10. Nhưng mà chuột mẻ 10 79. Rồi ai lấy chuột mẻ 10 chốt là chuột mẻ 10 nha, 79.000 chuột mẻ 10. 56 57 kg lại men vừa. 56 57 kg lại men vừa. Rồi tặng quay mẫu khác nha. Cô gái 79 chúc chị Phương Thảo. Mẻ 10 chị Vicky. Mẻ 10 chị Vicky, mẻ 10 đó. Cho chị Vicky ok chị 79. Tóc gấu giùm em nha, 35.000 5 đôi, 10 đôi 65.000.
10 đôi 65 ngàn tất gấu dùm em, 5 đôi là 35 ngàn, 10 đôi 65. Chị nó lấy gì mà tất gấu, áo trắng, để em áo trắng, áo trắng 65 chị nhà ngô, áo trắng 65 chị nhà ngô. Rồi tất gấu mang, mình mang được, em biết rồi, mang được mấy chị ơi, mang được gia đình luôn á. Lên dùm em là tất gấu này nha, tất này dùm này 35 ngàn 5 đôi, 65 ngàn 10 đôi, tất dùm em. Rồi đầm hoa nhí màu nâu xem mấy chị luôn, còn 65 ngàn. Hoa nhí nâu thì em 56-57 ký loại men vừa. Hoa nâu nè, hoa nâu tóc 35 cho chị Nguyễn Xuân Hằng, 5 đôi nha em, 5 đôi 35 chị Nguyễn Xuân Hằng. Rồi lên dùm em là đầm hoa nâu siêu 65, 40 ký tầm 56-57 ký vừa, 40 tầm 56-57 ký vừa nha. Hoa nâu xem mấy chị còn 65 ngàn hoa nâu. Chối mẻ hoa nâu 65, hoa nâu 65 ngàn hoa nâu với chị, hoa nâu 65, hoa nâu dùm em 65 hoa nâu. Ủa cái đầm mây quay này còn hai cái nó hết luôn đúng chưa? Body đen siêu 75 nè, chị lấy đi cái đầm này 145 ngàn á, siêu còn 75 ngàn, 55 kg lại men vừa vải dày cui luôn. Đầm body dáng dài, body dáng dài màu đen siêu 75, nhưng là body màu đen siêu 75 á chị, body đen siêu 75 thôi, lấy 5 đôi. Chị Vicky bỏ mẻ 10 ra em, bỏ chị Vicky bỏ ra em. Body đen chị Nguyễn Xuân Hằng, body đen chị Nguyễn Xuân Hằng 75. Đầm nâu 65 với em, đầm nâu với chị. Mà ơi cái quần này còn, quần này còn nè mấy chị ơi, quần này còn nè, chứ mà quần form suông size L nè. Trời ơi cái quần này bữa trước mấy chị hỏi em, quần này nè bữa trước em tưởng hết, chỗ like nó có chữ, chỗ like nó có chữ nha mấy chị nha, có theo chữ. Nhưng mà quần này size L 155 nè, quần size L nè, quần suông size L bữa giờ béo hết, quần suông size L 155 giúp em, quần suông size L 155, cái like của nó có theo chữ mấy chị. Em là quần suông size L 155 ngàn nè. Chiêu dưới em chạy như vui. Quần suông size L 155 mấy chị ơi, đầm hoa nâu 65 ngàn giùm em nha. Rồi lên em làm mẻ chân với len 45 ngàn, chân với len dáng dài 40-60 men vừa. Chân với len dáng dài 45 chốt lên giúp em. Len dáng dài 45 ngàn, len dáng dài, len dáng dài 45 ngàn. Áo cổ keo 45 ngàn luôn mấy chị ơi, cổ keo màu nâu 40-60 men vừa, cổ keo màu nâu 45, trời nâu mặc lên trắng ghê lắm luôn nè. Nâu em là nâu 45 mấy chị, 40-60 men vừa. Chị em là mẻ nâu 45 ngàn màu nâu, chúng mình nâu 45, nâu nha mấy chị nha, nâu 45 ngàn em mẻ nâu, nâu 45, chân váy len dáng dài 45, chân váy len dáng dài 45. Đây là mấy cục áo que bê bê, chân váy len 45, áo nâu 45 thì em nhăn nâu cổ keo nè. Thấy chị mấy cục áo ở bên đó, ở bên kho á. Rồi áo đang mang là 45 nha mấy chị ơi, cái này đẹp lắm, 40-60 kg mang quần em nha, 45 ngàn, đi dây mạc thôi không có gì hết nha mấy chị. Còn quần hồi nãy nè, quần là lưng siêu keo chất đẹp lắm, em có mấy chị là size M với size L nha, hai size 45 nhiêu, quần này siêu còn nhiêu 59 đúng không, quần 59 áo 45 giúp em, quần 59 áo 45. Đầm vàng nè, đầm vàng cổ yếm mấy chị ơi, chim 75 ngàn,
xuất sắc luôn. Cái này mà mặc đi chơi, đi du lịch đồ, mấy chị khót nhẹ thêm cái áo phía bên ngoài nữa, beo cân. Rồi 55kg loại men vừa đầm yếm 75, yếm vàng 75 em nè, toàn toàn mấy chị ơi, toàn hai lớp nha, có lớp ở trong, ở sau có bo chung giùm em luôn, 75.000. Nhưng mà đầm toàn vàng siêu 75, toàn vàng siêu 75.000, toàn vàng mấy chị ơi, chốt toàn vàng giúp em nha. Toàn vàng 75.000, toàn vàng, toàn vàng 75. Đầm riêng 59 ngày giùm em luôn, siêu nó gọn nè. 52, 53, 54 ký loại men vừa, 53, 54 ký loại men vừa mà đầm riêng. Lấy mẹ đầm riêng 59.000 đầm riêng, hàng này hàng 145, 155 không mấy chị ơi. Riêng giúp em nha, riêng 59, 53, 54 ký loại men vừa. Trời rất đẹp luôn như thế này. Đẹp lắm mấy chị ơi, 59.000 đầm riêng, 53, 54 ký loại men vừa. 53, 54 ký loại men vừa em nha, đầm riêng 59. Đầm riêng 59.000 đầm riêng. Rồi lấy đầm riêng cho mẹ, đầm riêng 59. Cái này mấy chị em nào quần, quần này xem mấy chị còn body đen. Body đen 75.000 hồi nãy đúng không Vy? Body đen 75 hồi nãy chị Mi Mi. Chị Mi Mi. Rồi nhắn giúp em địa chỉ chị Mi Mi ơi. Cái quần này siêu nhiêu quên rồi ta, siêu mấy chị còn 49.000 đi. Quần này 52kg lại vừa, quần này 52kg lại men vừa đó mấy chị, còn 49. Chim là quần 49. Quần 49.000, quần lưng cao luôn, 49.000 quần tét te. Cho là quần tét te 49.000. Quần tét te lưng cao 49 mấy chị. Nói em tét te lưng cao 49 nha. Quần 49. Quần 49.000 mẻ quần. Chim còn cái size X nè mấy chị ơi. Cái này là quần quần ngố nè, còn cái size X chất co giãn nhiều luôn, cho nên quần ngố size X. Quần ngố size X siêu 95. Ngố S siêu 95 ngàn ngố size X. Ngố S giùm em nha, siêu 95 ngàn ngố size X, là quần này chất co giãn nhiều. Em là ngố size X siêu 95. Khót sọc siêu còn 85.000 khót sọc. Ngố chị nhà ngô 95. Nhà ngố đó không có sai nha chị B ơi. Ngố nó hết rồi nên em siêu lỗ còn 95. Rồi áo này siêu còn 75, 40kg đến 60kg men vừa, áo len dày dặn cực kỳ luôn mấy chị. Cái này vải siêu dày luôn nha. Ok em nhà ngô. Ngố 95 để chị nhà ngô. Nhắn thì chị số hộ bay giùm em nha. Rồi em là áo sọc này liên dày dặn cực kỳ luôn mấy chị ơi. Hàng 135, xem mấy chị còn 75.000. 60kg lại men vừa, em là áo sọc siêu 75. Áo liên dày dặn cực kỳ luôn nè. 75.000 mẻ sọc đen, lấy sọc đen là sọc đen 75, hàng siêu lỗ. 75.000 sọc đen. Quần caro này siêu còn 75. Sọc đen nha mấy chị nha, sọc đen này siêu mấy chị còn 75.000 sọc đen. Đối với sọc đen siêu 75. Sọc đen siêu 75, áo đen ngang 45. Sọc đen này siêu còn 75 thôi. Sọc đen rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Sọc đen giúp em nha, 40kg đến 60kg men vừa. Sọc đen là mấy chị còn 75.000 áo len. Cái này là rất là dày luôn á, dày dặn cực kỳ luôn. Hàng 135, 145 siêu xuống còn 75.000. Đẹp lắm mấy chị ơi, rất là dày, rất là mịn luôn nè. Mấy chị chốt cái này đi, 75.000. Quần caro size X siêu 75 luôn. Cái này nè, đẹp lắm. Size X mấy chị ơi, hàng Quảng Châu siêu còn 75.000. Đây là quần caro size X siêu 75. Quần caro nha mấy chị nha, caro size X nè, siêu còn 75.000 quần caro size X. Chất rất là đỉnh, rất là đẹp luôn. À lấy mấy chị lên giùm em nha. Caro, caro mấy chị ơi. Caro size siêu còn 75.000 caro size. Quần này hàng Quảng Châu nha, chất nó mướt cực kỳ luôn, rất là xịn, rất là đẹp, vải dày dặn, mướt mịn, lưng nó là lưng keo luôn. Caro size 75 nhưng là caro size siêu 75. Caro size nha mấy chị nha, siêu 75.000 caro size. Chốt là như là caro size siêu 75.
còn 75. Cái này mấy chị lo em là áo ghi lê này, để mình còn 55.000. Áo này mặc luôn cũng được nha, không có còn phải khót. 40kg nó tầm 55kg vừa, cho em là áo, áo 55. Áo 55.000 mà áo á chị, chốt em là áo 55. Dễ thương nè, họ tiết này sang. Ghi lê được, không có gì mặc luôn cũng được nha. 55.000, cho em là áo 55. Vải len dày dặn chất đẹp luôn. Ôi đẹp lắm á chị ơi, 55.000 áo. À thôi, cái áo nâu nè. Áo nâu giùm em nè. Áo nâu này xem á chị luôn. Cái này buổi trước siêu còn, trời hôm nay siêu còn 75.000 luôn nè. Nâu siêu 75, 40kg đến 60kg gì vừa hết luôn. Cái này rất đẹp nè mấy chị ơi. Siêu 75.000 giùm em nè. Xếp chung trong này nên không biết nằm đâu nè mấy chị ơi. Giờ mới xót một cái nè. 40kg đến 60kg men vừa hết luôn giúp em. Rồi mấy chị lo em là áo nâu luôn 75. Len nâu 75.000 len nâu. Chứ là len nâu 75 luôn nha mấy chị nha. Len nâu 75.000 len nâu. Còn màu kem nè, len nâu 75 giúp em, chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Len nâu 75.000 len nâu, chị lấy len nâu chắc mẹ len nâu. Cái này nhưng mà đầm đầm kero, đầm sơ mi kem. Đầm sơ mi kem siêu 65 luôn nè. À lấy kem chị chốt kem 65 giúp em. 40kg đến 60, 65kg vừa luôn mấy chị ơi. Kem giùm em nha. Kem giúp em luôn mẫu kem nè. Kem này siêu còn 65.000. Ôi vải rất là đẹp luôn. 40kg đến 60, 65 cái gì mấy chị vừa hết luôn nha. Hàng này siêu lỗ 65. Đó là màu kem siêu 65.000 màu kem. Vải đẹp ơi là đẹp luôn như thế này nè. 65 nha mấy chị ơi. 65.000 giùm em. Chị lại cái thun liên thôi đi. Thun liên. Cái nâu kia lên trên đây là nó mất. Rồi em là màu kem luôn mấy chị. Kem 65.000 giúp em. Hàng là hàng 165.000. Hàng 165 đó mấy chị ơi. Đẹp ơi đẹp luôn, siêu 65.000. Chim là kem 65. Rồi áo đen, thun đen là siêu mấy chị còn 59. Thun đen này siêu còn 59 nha. Chờ lấy thun đen chứ mẹ, thun đen siêu 59.000. 40kg đến 60kg men vừa. Thun đen này siêu còn 59 mấy chị. Thun đen này siêu còn 59. Hàng vải xịn đẹp lắm luôn. Đen siêu 59 chứ mà là đen nha. Siêu 59 đen. Đen 59. Rồi đen này siêu còn 49.000. Điên này siêu còn 49 mấy chị ơi. Đó là điên mặt cười siêu 49.000. Form từ 40kg đến 60kg men vừa. Mấy chị lên với bà điên. Điên nha, điên 49.000 màu đen. Điên mặt cười 49. Điên mặt cười 49.000. Điên mặt cười, chứ điên mặt cười 49 luôn. Điên mặt cười 49. Cái này là mẻ điên chữ. Điên chữ mấy chị nha. Điên chữ 59.000 điên chữ. 40kg đến 60kg men vừa. Điên chữ 59. Đen chữ giùm em 59.000 đen chữ. Có em mẹ đen chữ 59. Vivi nó có cái bịch quần đâu rồi ta? Nhớ không? Bịch quần hôm trước nhớ không? Rồi quần này em còn mấy chị là size S nè, xem mấy chị còn 59.000 size S quần chất rin giấy, quần rin giấy người mình tới đâu sẽ ôm xét người mình nha mấy chị nha. Siêu co giãn beo dày luôn, dày dặn lắm luôn. Len ghi lê và len nâu. Ok chị Mi Mi. Ghi lê với nâu nè chị. Nâu 75. Ghi lê 55 cho chị Mi Mi. Rồi lên em đầu quần này để mấy chị còn 59.000 size S nha. Size S 59. Ôm xếp ôm trong người mình đó, nó co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Ghi nâu 75 éo 55 nha chị Mi Mi. Mở xong mở đem chị luôn. Rồi nâu mẹ em luôn nha mấy chị nha. Nâu. Nâu chị lấy nâu size S chứ nâu size S 55. Đen mặt cười 49 đó chị nhàn ngô. Đen mặt cười 49 chị nhàn ngô. Cái này mấy chị lên giùm em là mẻ lưới, áo len lưới màu đen. Len lưới màu đen để mình còn 49.000 len lưới đen mấy chị. 45 chứ. 45.000 len lưới màu đen 45. Chú em là lưới đen 45 mấy chị. Lưới đen 45.000 lưới đen, đen mặt cười. Rồi lưới đen 45 giúp em nha, em là áo len lưới màu đen 45.000 giấy siêu rất rẻ luôn mấy chị ơi. Rồi, lưới giùm em nha, 45.000 lưới đen. Lưới đen 45. Áo xám còn cái nè mấy chị cho em là áo xám này luôn 59. 40kg đến 60kg men vừa nha. Xám 59. Tối mẹ xám 59.000 màu xám. Rồi đây là xám 59 mấy chị. Lưới đen. Gì vậy Mi? Hồ thì ái Mi. Vây, vây, vây. Mi chốt lưới đen.
đen mặt cười để em nheo cơ chị. Nhà ngô mi lưới đen 45 nè. Rồi lên giùm em là áo xám nè, 59.000 áo xám, 40kg đến 60kg mang vừa áo xám giúp em. Xám giùm em nha mấy chị nha, xám 59.000 màu xám. Em là xám 59. Quy áo 75 thì siêu luôn, áo 115 xem 75. Đây áo 115 xem mấy chị, còn 75 luôn, cái này đẹp nữa chị chốt mấy chị ơi. Caro 75.000 giùm em. Caro 75 nhưng là Caro 75, 40 đến 60kg men vừa, em là Caro siêu 75. Quần nâu dạ không nha chị Biêu Lai Bùi ơi, nó chỉ có màu nâu rồi chị. Nó một màu nâu, hàng nó lẻ, hàng 100. Hàng 115.000 em để còn 59.000 nè. Chỉ có một màu này size S. Nó không có nhỏ đâu nha, mặt nó căng re đẻ lắm, chóc dày dặn co giãn. Lên là quần nâu. Đi có một tiền đi. Có một tiền. Đúng rồi. Rồi lên em là quần nâu. Giật hủi téo. Rồi quần nâu giùm em nè mấy chị ơi, quần nâu, nhưng mà quần nâu, quần nâu hồi nãy là nhiêu? Quần nâu 49.000 quần nâu size. Quần nâu 49.000 quần nâu size, em là áo 75 nha mấy chị nha. 40kg đến 60kg men vừa. Em là áo 75. Áo 75 mấy chị ơi, lên em là áo, áo size 75 nha. Áo size 75 nghe quả đẹp á. Rồi mẻ sọc là để mình còn 45 luôn, áo áo ba lỗ sọc. 40kg đến 60kg men vừa, co giãn nhiều. Ba lỗ sọc giùm em 45. Ba lỗ sọc để mình còn 45 nha mấy chị ơi. Lên cái quần này cho mình nè. Rồi lên em là áo trắng. Áo trắng là để mấy chị còn 39.000 áo trắng, 60kg lại men vừa. Trắng dập ly 39. Trắng xếp ly 39.000. Trắng xếp ly 40kg đến 60kg men vừa. Chị em là trắng B9 nha mấy chị nha. Trắng B19.000 màu trắng. Lên em là trắng B9. Trắng B19.000 màu trắng. Siêu rỉ á mấy chị luôn mà. Quần này em có mấy chị không? Con có size gì? Quần này mấy chị ơi, quần này em có cho mình là size XL. Quần này hàng 125 nè. Quần này hàng 125.000 là để mấy chị còn. Đây. Quần này để cho mấy chị còn size XL nè. Quần này siêu nhanh với chị luôn đi, còn nhiêu ta? 59.000 một quần. Em là quần size XL. Vải nó rất đẹp luôn nha, hàng chắc u mì xịn đó. Size XL nè, 59.000. Size XL. XL 59 nè mấy chị ơi. 59.000 size XL mà nào còn. Size XL nè. XL 59.000 ở chị ta. Rồi mấy chị lấy hai ba cá luôn mấy chị ơi, em nói rất là rẻ luôn á. Quần này bé nó 125 nhập trên 100.000 quần rồi, siêu nhanh luôn, 59.000. Quần này chưa bao giờ trưng dưới shop luôn á. 59.000 chị bé một quần à, đẹp lắm. 59.000 một quần mấy chị ơi. À lấy lên giúp em. 59.000 giúp em chị Trần Nhi quần 59 luôn. 59.000 một quần, à lấy mấy chị lên giùm em nha. XL à, size XL không à. Size XL mấy chị. Trời ơi, nó rất là xịn luôn như thế này. 59.000 quần, quần này bé 125 nè. Siêu 59, size XL. Chị nào mang XL chốt lên giúp em nha. 59.000 size XL. Rất xịn luôn mấy chị ơi. Nó dày cua và nó dày dặn, chốt rất là mướt, rất đẹp luôn giùm em nha. Quần nè, 59.000 size XL. Sau có 2 túi. Từ 50kg đến 60kg mới gì mặc được á. 50kg đến 60kg là mặc được hết luôn. Em là quần nha, quần 59.000, 50kg đến 60kg là mặc được, chất nó dày, nó mát, mát cực kỳ là mát luôn. 59.000 em quần 59. Chị nó lấy quần với mẻ quần nha. Quần này để mấy chị quần 59. Quần 59.000. Size XL quần 59. Quần 59 đó chị Vicky. Quần 59 chị Vicky.
chót rất là đẻ luôn á, 50kg 60kg thì mặc được hết luôn. Quần 59.000 giùm em. Rồi chị nào lấy quần 59 chốt lên nha mấy chị ơi. Quần 59 cột lại cái này lại. Rồi cái mẻ quần 59 chung 50kg đến 60kg men vừa mấy chị ơi. Có cái quần này size S nè. Quần này size S, quần này em 59.000 luôn size S. 59.000 size S. Chị lấy quần size S 59 chốt lên giúp em. Quần này 59.000 size X mấy chị ơi, chất dày dặn đeo đẹp nha. Chị là men size X chốt là quần 59 size X. Quần 59.000 size X giùm em mấy chị ơi. Rồi 59.000 size X nha. Quần này hàng tuyết mua cho chị hai cái, chúc chị ý lấy ok chị Nguyễn Tony, chị Nguyễn Tony hai cái XL, Tony hai cái XL. Rồi quần bít ghi nè, quần bít ghi vải tuyết mua em có cho mình là size, có cho mình là size cái này không thấy size đó gì ta, học chung với em. Nó là quần ôm lưng keo á chị bít ghi, quần ôm lưng keo á nha. Quần này lo giùm em, mẻ quần này mấy chị ơi, may form biết ghi nè, sale 99.000. Có cái đồ dán ở này không quên. Có cái miếng dán kia ở này không? Không rồi chị chia khỏi nha. Rồi quần này em nha mấy chị ơi, quần này sale 99.000, từ 40kg đến 60kg men vừa, form biết ghi á. Form biết ghi mà vải co giãn nhiều. Quần này form biết ghi vải co giãn nhiều luôn giùm em nha, sale 99.000. Chị đồ lấy cho em mẻ quần 99.000. 60kg lại men vừa, lưng siêu keo luôn, chất rất là đẹp. Lưng siêu keo luôn, chất rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Lên em là quần nha. Lên em là quần. Quần này 40 đến 60kg men vừa, có size M. Có size M, size L và size XL. M, L, XL mấy chị ơi, 99.000 một quần. Chất ôm mì hàng rất xinh, rất đẹp luôn. M, L, XL với em nha, siêu 99.000 một quần. Con biết ghi cái này mặc đẻ lắm mấy chị ơi. Siêu co giãn luôn nha, mông to, đùi to gì được hết. Em là quần size XL, ML, XL, 99.000 một quần. Rồi size M, size L và size XL mấy em nha. Nó đẹp, nó xịn cực kỳ luôn nè, vải xịn lắm mấy chị ơi. Em siêu quần 99.000 nha, ML với XL, chị nào lấy chốt lên giúp em. ML, XL, cái quần này rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Size M, size L với size XL nha em nha. M, L, XL. Xong rồi bỏ lại em bị. Rồi đây quần kaki màu đen size S. Em xem mấy chị quần 59. Quần này size S 59.000, quần size S 59.000 nha mấy chị nha. Chị Tiêu Lê Bùi ơi, quần hồi nãy chị hỏi em nè, nó có cái màu đen size S nữa nè. Và màu đen size XL. Màu đen size XL, màu đen size XL. A lấy lên giùm em nha. Đen size XL và đen size XL luôn. 59.000 chị lấy chốt lên giùm em, đeo đẹp luôn, chốt rất là xịn. XL với lại màu size XL với lại size XL hai size. 59.000 nha mấy chị ơi. 59.000 X, 59.000 XL hai size. Chị lấy hay lên giúp em nha. Ở cái quần này nó siêu co giãn luôn. Quần hồi nãy chị nào hỏi em á, chị Bia Lai Bùi hỏi nó có màu đen nữa nè. Đen X nè. Kiếm mông nhiều của chị cây thuốc dây. Cái này co giãn luôn nha. Đẻ lắm các chị ơi. Co giãn mông hơn 100 lần chị yên tâm. Cái chất này nó siêu co giãn luôn. XL chị Thu Trang 59. XL Thu Trang 59. Rồi lên em là quần em còn size S nha. Rồi mấy cái quần nó bỏ chuẩn bị cho em đi. Cho chị lại cục éo cho luôn. Rồi em còn size X nha mấy chị nha, chốt size X 59. Không,
kia, cục kia. Rồi quần bỏ là chuẩn bị lại. Ý đó chị Bio Lê Bùi. Bỏ cho mình chị nha. Áo này siêu còn 55. 40kg đến 60kg men vừa, siêu 55. Em là áo siêu 55. 40 đến 60, 65kg vừa hết luôn, áo siêu 55. Em là áo này siêu 55 ngàn áo mấy chị. Áo này siêu còn 55. Chú em mẹ áo siêu 55. Rồi áo này siêu 55 luôn, chị là áo siêu 55, chốt lên giúp em nha. Siêu 55 ngàn mấy chị luôn nè. Siêu 55, em là áo siêu 55. Guy lơ đen 49 ngàn. Em là guy lơ đen 45 chứ. Guy lơ đen 45, 40kg tới 60, 65kg vừa luôn. Guy lơ đen giúp em 45 ngàn. Rồi 45 ngàn guy lơ màu đen. Em là guy lơ màu đen 45. Guy lơ màu đen siêu 45. Áo ho siêu 45 nè mấy chị ơi. Áo ho còn 1-2 cái gì nữa hết luôn. Siêu 45 ngàn áo ho. Em là áo ho siêu 45. Rồi quay chị 1-2 cục áo lỉ thôi nó luôn. 20 cục gì. Đơn dồn lựa thêm ok, okay chị Bill Lê Bùi. Em là áo ho 45, áo ho mấy chị 40kg đến 60kg men vùi em nha. Ho siêu 45 ho. Chú mẹ ho siêu 45. Ghi lơ đen chị Hải Lương. Ghi lơ đen 45 chị Hải Lương. Rồi áo ho siêu 45 mấy chị. Em là áo ho siêu 45. Đầm đen này em giấy 65 ngàn. Tầm đen này em giấy 65, đen dáng dài, tay ngắn. 40 tầm 55 kg vừa. 40 tầm 55 kg vừa mấy chị ơi, đen dáng dài nha, kêu là 65 ngàn đen dáng dài. Đen dáng dài siêu 65 chốt lên giúp em nè. Rồi đầm body đen dáng dài siêu 65. Đen dáng dài 65 mấy chị Thu Thủy. Đen 65 chị Thu Thủy. Nó còn nguyên tên. Rồi áo trắng này đó chị ơi, em còn sót lại nè. Siêu 49 ngàn, 40 đến 55 kg vừa. Áo này mặc lên rất sang luôn á, màu trắng trơn đơn giản mà cổ nó là cổ bỉ re như thế này nè. Em xem mấy chị còn 49 nha, em là trắng 49. Trắng 49 ngàn màu trắng mấy chị ơi, lên mà trắng 49. Trắng 49 giúp em nha. Trắng 49 màu trắng. Lên mà trắng 49. Em có cái đầm đen 65 nó còn đúng không? Đầm đen nó còn nữa. Rồi trắng 49 giúp em nha, quản mịn đẹp lắm, 40 đến 55 cái vừa rất đẹp. Trắng 49 đó chị Thu Thủy. Trắng 49 là Thu Thủy luôn nè. Rồi bảo bên. Rồi em hết đen đó rồi nha. Rồi trắng 49 cho lấy trắng 49 nó chốt lên giúp em mấy chị ơi. Đen 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 ghi là đen đó nha, 45. Còn đen 65, cái lại trắng 49. Cái áo ngắn ngắn dị dị thôi, dưới còn không? Chưa chú cho chị ít lên. Chú mi cho chị lên ít. Rồi cái này em là áo hồng. Áo hồng 40 đến 60 men vừa. Hồng này xem có chị còn 45 ngàn. Nó kìa mấy cổ thiêu nè, mình không thích mặc cổ, mình mặc áo không như thế này em nha. 45 ngàn áo hồng. Hàng này hàng 115 nè. 40kg đến 60kg men vừa, em là hồng chia 45. Hồng xe 45 ngàn hồng. Hồng xe 45 mấy chị ơi, có mà em là hồng xe 45. 40 đến 60 men vừa nha. Áo hồng 45 ngàn áo hồng. Chú em mẹ hồng xe 45. Rồi bộ này chốt mấy chị ơi, 75 ngàn. Size S. Một cái đầm bên trong nè. Trắng 49 đó chị nhà Ngô. Trắng 49 chị nhà Ngô. Rồi cái này mấy chị chốt nè mấy chị ơi, siêu 75 ngàn size S. Một cái đầm body bên trong, một cái áo khoác bên ngoài. 75 ngàn size S. Một đầm body trong, một khoác bên ngoài luôn. 75 ngàn size S giúp em nha. Ôi là đẹp luôn, mấy chị tắt rồi để mặc cũng được. Áo khoác này mặc với lại đồ khác cũng được luôn nha. Rồi lo giúp em nha mấy chị ơi. Lo em là bộ này siêu 75. Đẹp quá đẹp luôn. Hàng 145 ngàn, siêu còn 75. Lo giùm em làm bộ này nha. Vải đẹp lắm mấy chị ơi. 75 ngàn, gồm một đầm body bên trong và một áo khoác bên ngoài. 40 đến tầm 52 kg vừa. 40 tầm 52 kg vừa mấy chị. Xuất sắc luôn, áo vít bên ngoài vải rất đẹp. Rồi cho em là bộ 75 ngàn. Bộ 75, 40 đến 52 kg vừa. Bộ 75 40 đến 52 kg vừa.
Rồi hồng này đến gì còn 45.000. Hồng nè. Hồng này đẹp lắm mấy chị ơi. 45.000 màu hồng, ai lấy hồng với mẹ hồng 45. Form 40kg đến 60kg men vừa áo len. Áo len mấy chị ơi, áo len nhan để mình còn 45.000. Quá chừng rỉ luôn á. Áo len 45. Chú em mẹ áo len 45.000 áo len. Áo len 45.000 áo len mấy chị ơi, mẹ áo len siêu 45. Rồi áo này 55.000 kìm màu. 45 chị Tô Như Huỳnh. 45 chị Tô Như Huỳnh. Áo này nè, áo này ở ngoài ta bán 75, 85 được không mấy chị ơi? Em xem mấy chị còn 55, màu xanh với màu nâu hai màu, 40 tầm 52, 53, 54, 55. 55.000 màu nâu và 55.000 màu xanh hai màu giúp em nha. Nâu nè. Nâu xanh hai màu 55.000 kèm màu. Em là áo nâu 55, áo xanh 55. Áo nâu 55, áo xanh 55. Nâu 55, xanh 55 mấy chị ơi, chốt lên giúp em nha. Nâu 55 với xanh 55. Rồi chim là hồng. Hồng này để mấy chị còn 55.000 màu hồng. Hồng form ngắn crop top á, form 55 ký lại men vừa. Chim là hồng. 55.000 màu hồng. Chú em hồng 55. Chú em hồng 55 mấy chị ơi, hồng 55.000 màu hồng. Lên em là hồng 55 hồng. Hồng 55.000 màu hồng. Ôi cái đầm trắng. Áo xanh 55 chị Biêu Lê Bùi. Xanh 55 chị Biêu Lê Bùi. Cái này mà đầm trắng mấy chị ơi. 65.000 đầm trắng trở vai, 60kg lại men vừa. Trắng trở vai nha. 65.000, 60kg lại men vừa mà trắng trở vai 65. Trắng trở vai mấy chị ơi, 65.000 tay là tay theo hoa. Đầm trắng trở vai với em 65. Rồi đầm trắng trở vai thì em nghe 65.000 đầm trắng trở vai. Nhưng mà đây là trắng trở vai 65. Trắng trở vai, cái này em là mẻ cho em là áo B9 dễ thương lắm luôn mấy chị ơi. 40 đến 55 kg vừa nha, em là áo B9. 40 đến 55 kg vừa mấy chị lên với em là áo B9. Áo B 19.000 áo mấy chị ơi. Áo B 19.000 áo nha, chú em là áo B9. 40 kg đến tầm áo này 40 đến tầm 55 kg vừa mấy chị lên với em là áo B9 nha. 40 đến 55 kg vừa mấy chị ơi. Áo B 9.000, áo B 9. Lên là mẹ áo B 19.000 quả rất là đẹp luôn. 55kg lại men vừa áo B 9. Áo B 19.000 áo. Có nghĩa là áo B 9. Rồi bộ 2 dây màu hồng mấy chị ơi. 2 dây hồng size S. Bộ 2 dây hồng size S nè. Để mấy chị còn 55.000. 2 dây hồng size S 55.000. Chốt lên giúp em nha. Hai dây hồng vải, vải của nó là vải mịn đanh và co giãn nhiều. Mịn đanh và co giãn nhiều mấy chị ơi. Lên giùm em là bộ hồng, bộ hồng mấy chị, bộ hồng này để mình còn 55.000 bộ hồng size. Bộ hồng size 55. Hồng S 55.000, hồng size vải đẹp lắm. Bộ hai dây là vải rất đẹp luôn mấy chị, hồng size 55. Chúc em hồng size 55. Hồng S 55.000 hồng S. Rồi sơ mi trắng nè. Sơ mi trắng giùm em luôn. Form này từ 40 đến 60kg men vừa, trắng 45. Trắng này 40kg đến 60kg men vừa mấy chị ơi. Trắng 45 giúp em nha. Màu trắng 45.000 màu trắng. Chữ này chữ theo luôn. Từ 40 đến 60kg mấy chị vừa hết luôn. Trắng 45 giúp em. Áo sơ mi trắng nè, 45.000, 40 đến 60 men vừa. Em là trắng 45 nha mấy chị nha. Rồi trắng 45.000 màu trắng, chốt em là trắng 45. Trắng 45.000 màu trắng luôn, 40 đến 60 men vừa. Mình lo gì em là trắng 45 nha mấy chị nha. Trắng 45. Nói chốt em là mẹ trắng luôn mấy chị ơi. 45.000 trắng, con mình trắng 45. Tim xanh B 9.000, tim xanh. Cái mẻ tim xanh B 9, 40 đến 60 men vừa. Áo tim xanh B 9. Bộ hồng 54kg mà không được chị Thu Thủy ơi. Hồng nó size S à.
thấy là tầm 45-46 kg đô lại. Em là áo xanh 40 đến 60 men vừa, xanh be 97 mướt chất đẹp lắm. Xanh be 19.000 màu xanh. Xanh be 9.000 màu xanh, kêu lại đi. Xanh be 19.000 màu xanh mấy chị ơi, loay mà xanh be 9. Xanh be 9.000 màu xanh. Rồi chị lấy xanh be 9 của mình, em là xanh be 9.000 màu xanh. Rồi áo nâu là siêu 59, là cái này chất rất là đẹp luôn. Hàng này 40 đến 60 men vừa. Mình lấy em là áo nâu nha, áo nâu 59, 40 kg đến 60 kg men vừa mấy chị. Cái này vải rất đẹp, co giãn nhiều. Co giãn nhiều, vải đẹp cực kỳ luôn nè. Chị em là màu nâu nha. Nâu rồi để mấy chị còn 59.000 áo nâu. Áo nâu cổ vỉ ra nè, vải đẹp lắm. 59.000 áo nâu dùm em, co giãn thoải mái. Nâu 59.000 màu nâu, lấy em là nâu 59. Xanh này để mấy chị còn 55, 40 đến 52 cái vừa. 40 đến 52 cái vừa, em là xanh 55.000 màu xanh. Xanh 55 mấy chị ơi. Xanh 55.000 màu xanh giúp em là xanh 55. Rồi xanh nha mấy chị nha, 55.000 màu xanh nha. Xanh 55.000 màu xanh. Rồi hồng sen này để mấy chị còn 49.000 hồng. 40 kg đến tầm 56 57 cái men vừa, hồng 49. Chị nào lấy hồng 49.000 này lên là hồng 49. Hồng 49 trắng 55 nha mấy chị. Trắng này 40 đến 55 kg vừa, cột dây hai bên. Trắng 55 và hồng rút 55 luôn. Trắng 55 hồng rút 55. Áo này em là 49. 49 thì tô như huỳnh. 49 thì tô như huỳnh. Rồi sọc giùm em. Sọc này B9.000. 40 kg đến 60 kg men quyện là sọc B9. Sọc B9 mấy chị. 40 kg đến 60 kg là men ok vừa hết luôn. Mẹ sọc B9 ngày sọc. Sọc B9 ngày giùm em nha mấy chị nha. Sọc B9, chị lấy sọc chút mẹ sọc B9. 40 kg đến 60 kg thì vừa hết. Sọc giùm em B9 ngày sọc. Lôi em là sọc B9. 40 đến 60 men vừa nha mấy chị nha, sọc B9. Vải rất là đẹp, vải đẹp. Sọc B9. Mẹ tiểu thư giùm em nè, tiểu thư 45. Tiểu thư này 54 kg loại men vừa. Tiểu thư 45.000 giúp em tiểu thư. Đây là mẹ tiểu thư 45 mấy chị, tiểu thư. Tiểu thư giùm em nha, 40 tầm 54 55 kg vừa. 54 55 kg vừa. Mình lấy em là mẹ tiểu thư 45. Tiểu thư này xem mấy chị còn 45.000 áo tiểu thư. Áo kiểu tiểu thư nha, 45. Tiểu thư giúp em, tiểu thư 45. Rồi tiểu thư giùm em 45 tiểu thư. Rồi chốt mẹ tiểu thư 45. Rồi bên hàng xuống chút em. Bên hàng xuống chút em. Rồi hồng nè mấy chị ơi, hồng. Áo hồng này em bê 9.000. Phong dấu quần đầm á, đầm nha mấy chị nha, đầm hồng á. Hồng beo 9.000 hồng 40 đến 60 men vừa. Hồng beo 9.000 hồng chứ là hồng B9. Hồng B9 cho mẹ hồng B9 hồng. Rồi hồng nha mấy chị ơi, hồng beo 9.000 màu hồng. Lên em là hồng B9. Hồng beo 9.000 màu hồng. Hồng B9 chị Thu Thủy. Cái này như là màu đen, đen cổ lọ, trời ơi tốt á, đen cổ lọ số 169 nè mấy chị. Buổi cho khách hỏi em quấy chừng luôn, mới sáng còn hỏi luôn không có hàng. 69.000 đen cổ lọ, em là đen cổ lọ 69 mấy chị ơi. 40 đến 60 kg men vừa, 40 kg đến 60 kg men vừa em nha, em là đen cổ lọ 69. Trời ơi, cái này người ta hỏi quấy chừng luôn. Đen cổ lọ em 69.000 nè mấy chị ơi, chú em đen cổ lọ 69 nha. 40 kg đến 60 kg men vừa. Điên cổ lọ giùm em 69.000 điên cổ lọ. Chị lấy điên cổ lọ lên giúp em mà, điên cổ lọ 69. Điên cổ lọ mấy chị 69 nè quy. Thấy không? Cột chung ở trong này một cái.
Vui tiền muốn xỉu. Cổ nè. Rồi cho em là mẻ này cổ vuông giùm em. 39.000 cổ vuông, 40-55kg vừa. 40-55kg vừa. Cổ vuông giùm em, cổ vuông. Chối mẹ cổ vuông nha, 39 hàng Quảng Châu chất đẹp. Cổ vuông luôn, 39.000 cổ vuông á chị. À lấy gì mẹ cổ vuông 39. 40kg đến 55-56kg vừa. 55-56kg vừa. Cổ vuông giùm em nha, 39.000 cổ vuông. Cổ vuông 39. Bê chín á chị, con nhu hình. Bỏ bill em, bỏ bill đầm hồng. Cái đầm hồng bê chín với lại cái này bê chín nè. Rồi, chị nào lấy chốt thôi giúp em. Rồi, áo hoa này em bê 9.000 luôn. Áo hoa bê chín, form 40kg đến tầm mà hôm này 40kg đến tầm 56, 57, 58kg vừa. Áo hoa B9. Áo hoa dùm em luôn, 39.000 áo hoa. Chú em mẻ áo hoa B9 mấy chị. Hoa nha, mẻ hoa B9 nè, mẻ hoa. Lên là mẻ hoa B9, 40, tầm 56, 57, 58kg vừa. Hoa 39.000 hoa. Chú em mẻ hoa B9 nè, mẻ hoa mấy chị. Rồi hoa dùm em nha, hoa 39.000 mẻ hoa. Chú em hoa B9. Éo lưới 45 nè, éo lên lưới 45 cái này mặc đẹp lắm. 40 đến 60 kg men vừa, đen lưới 45 giùm em. Đen lưới đợi mấy chị còn 45. Rồi đen lưới giúp em nha, 45.000 đen lưới đi mẹ, đen lưới 45. Đen lưới mấy chị ơi. 45.000 đen lưới. Em này đen lưới 45. Đen lưới 45. Rồi cái quần. Đây cái này cái đầm, cái quần cái đầm 2 dây mấy chị ơi, đầm 2 dây. Rồi lo em là form này 40kg đến 60kg men vừa, đầm 2 dây em 55.000 luôn. Đầm 2 dây mấy chị có thể phối với lại áo trắng, áo thun bên trong thành dạng yếm được nha. 60kg lại men vừa em là 2 dây 55. 2 dây mấy chị ơi, 55.000 2 dây, lo em là 2 dây 55. 2 dây giúp em nha, 2 dây 55.000, từ 40 đến 60 kg là vừa hết luôn. 2 dây siêu 55, 2 dây. Giúp em 2 dây 55. Đen 45 chị Hạ Uyên. Đen lưới á. Đen lưới nó bỏ đâu à. Nó bỏ đâu nè. Đen lưới một cái là chị Hạ Uyên. Lo em là 2 dây 55 mấy chị, 2 dây 55. Chốt 2 dây 55. 2 dây 55.000 2 dây. Rồi mẹ áo gấu, áo gấu này dễ thương nè. Áo gấu giùm em. Trời ơi nó bị dính rồi mấy chị ơi. Trưng ở dưới shop nó bị dính rồi. Chị này tính mình 29.000 của chị vừa nhà giặt giùm em nha. 40 đến 60 men vừa, màu trắng, chỗ màu trắng chị tẩy xíu lẻ ra 29.000 trắng. Chú em trắng 29 vải dày cui luôn. Vải dày cui luôn mấy chị ơi. 125 nè, hàng 125 nè. Lo với em là áo 29 nha, vừa nhà tẩy ra mấy chị, tẩy nha. Lo em là trắng 29 màu trắng. Chú mẹ trắng 29. Đẹp quá, đẹp quá. Trắng 29 nè em. À, chị Minh Nhật, chị Minh em chưa chụp hình được luôn á. Cũng như là like liên tục nè, xong rồi like xong mấy bạn làm đơn xong rồi re ke không có chụp được quần luôn. Gấu 29 đó chị Ba. Gấu 29 đó chị Ba. Để em nói với Vy cầm quần đi lên em like cho. Em like chị chọn luôn nha. Chưa chụp hình được luôn á. Vy ơi, gấu 29 đó chị Ba, ghi giá 29 đi với lại cầm quần rin, quần rin mà size lớn hồi trước á. Em cầm mẫu lên để like nha. Like cho chị Minh Nhật con luôn. Rồi áo đen cổ vỉa ra để mấy chị còn 45. 40 đến 60 men vừa. Áo len, len dày dặn chất mịn luôn mấy chị. Len dày dặn chất mịn đẹp. Với lại cầm cái vỏ lên luôn nha. Để sạc. Lo em là áo đen là 40 đến 60 kg men vừa. Em là áo đen này nha, 40 kg đến 60 kg men vừa. Để mình còn 45.000 áo này chị lấy đi, chắc nó đẹp lắm. Nó mịn cực kỳ, dạng lên lông thỏ, mịn đẹp luôn. Cổ bỉa ra nè, 45.000 màu đen. Nhưng mà đen 45 mấy chị.
Rồi đen xe 45 nha, em là đen xe 45. Chúc em đen xe 45 đi. Rồi đen xe 45 nha mọi em. Cardigan, cardigan B9 nè. Cardigan B9 ngàn, cardigan dáng dài mấy chị ơi. B9 ngàn, cardigan dáng dài, ai lấy lên giúp em. Áo len mỏng, cardigan dáng dài B9. Chị em là áo B9. Rồi, áo B19 nha mấy chị nha, chú mẹ áo B9. Cardigan dáng dài áo B9. Rồi, đầm len 85 ngàn đầm len. Đầm len luôn mấy chị ơi, 40 đến 60 mang vừa đầm phong suông. 85 ngàn đầm len phong suông. 85 ngàn đầm len phong suông giúp em vải co giãn 40kg đến 60kg mang vừa. Đầm len phong suông 85. Nhíp lông B9 ngàn mà mấy chị ơi. Nhíp lông dùm em nha, B19 ngàn một đôi. Nhíp lông size này tầm size B8 40 mấy chị mang được. B8 40 mang được nhíp lông B9. Nhíp lông dùm em nha, 39 ngàn nhíp lông. Mang trong nhà rất là êm luôn. Hàng này hàng mấy chị nhìn nè, may rất là kỹ luôn nha. Nhíp lông mang trong nhà mùa này mang ok lắm luôn, rất là ấm luôn mấy chị ơi. 39 ngàn dùm em nhíp lông. Chị nói nhíp lông cho mẹ, nhíp lông 39. Xin lắm. Nhíp lông 39 ngàn dùm em nhíp lông mang trong nhà. Rồi nhíp lông 39 ngàn nhíp lông luôn. Các em nhíp lông B9 nha mấy chị nha, nhíp lông. Quần này lên em là quần. Quần này nha mấy chị ơi, 59 nhiêu. Để mấy chị còn 49 ngàn lên em là quần caro 49, 40 đến 55 kg vừa. Caro 49 ngàn, 55 kg lại men vừa. Caro 49 ngàn, 55 kg lại men vừa. Bỏ cái bây giờ cắm sẹt một cái. Trời ơi, thiên tinh hôm nay không cầm dây xe thì là hết pin. Ủa gì nhớ thì có cầm mà ta. Giờ mà em la lẹ mấy chị thấy em tắt ngang có nghĩa là sụp nguồn rồi nha mấy chị ơi. Cái ngày mà em cầm theo dây sạc thì pin nó rất là nhiều. Rồi hôm nay không cầm theo dây sạc luôn. Rồi lo dùm em là 59 ngàn, 49 ngàn quần caro 55kg lại vừa nha. Em là caro 49. Chúc em caro 49 ngàn caro. Rồi để em la quần rin nè, quần rin đây nha dùm anh Nhật ơi, vô nha. Đầm len 85, chờ lấy đầm len chút mẹ đầm len nha. Đầm len 85 ngàn đầm len. Rồi la quần rin. Quần rin này hàng 195 ngàn dùm em nè. Quần rin này hàng 195, ít từ size 29 đến size 30. Vy còn nhiều lỗ luôn mày Vy. Ở đâu nè, ai lấy của chị hay sao vậy? Cảm ơn chị ơi. Nói nè Vy, mình có loại ấy nữa mà. Cái loại nhiều loại mà màu xanh mà mà nó ghi là bôi chéo á. Rồi 100 quần này 195 ngàn giúp em mẻ 15 nha. Mẻ 15 từ size 29 đến size 32. Từ 29 đến 32 mấy chị ơi, chất siêu co giãn. Chất siêu co giãn luôn từ 29 đến 32. Rồi từ size 29 đến size 32 dùm em nha. Chất cực kỳ là co giãn luôn. Lên dùm em mẫu này mấy chị ơi, từ 29 đến 32. Cho em là mẻ số 15 nha, mẻ 15. Mẻ 15 mấy chị. Mẻ 15 kèm size 29, 30, 31, 32, 195 ngàn. Siêu co giãn luôn. Màu xanh đen nè, màu xanh đậm nè. Màu xanh đậm dở mặt lắm luôn nha. Từ 29 đến 32 giúp em cho là mẻ 15 kèm size. Mẻ 15 kèm size. Rồi cái này em là mẻ đen nè. Đen này cũng từ 29 đến 32. 57 cái mặt 29 chị Minh Nhật ơi. Mặt 29 đó chị. Rồi lên là màu đen này mẻ mẻ số 8 kèm size. Mẻ số 8 kèm size từ 29 đến 32. Mẻ số 8 kèm size nha, từ 29 đến 32. Từ 29 đến 32 với chị, 28 kèm size. Mẻ số 8 chứ em quên. Mẻ số 8 kèm size với chị từ 29 đến 32 nha. Mẻ số 8 57 cái mặt 29 là vừa chị, đẹp lắm em nói thiệt sự. Cái hàng này quần form rộng form to nè. 15 size 29 đó chị Minh Nhật. 15 size 29 đó chị Minh Nhật.
rồi, bao giúp em nha. Màu đen hồi nãy là mẻ số 8 nha mấy chị nha. Đen này nữa nè. Màu đen này lo cho em là đen này từ 29 đến 32. Đen này cho em là mẻ số đen này 185.000 mẻ 65. Đen 185.000 mẻ 65. Đen là 185.000 mẻ 65 nha mấy chị nha. 185 mẻ số 185.000 mẻ 65. Mẻ 65 giùm em nha, 185 từ 10 mẻ 2 từ size 29 đến size 32. Từ 29 đến 32. Rồi từ 29 đến 32 mấy chị. Cái quần màu xanh á. Không có đây, em chỉ mới tìm thấy vậy. Quần đó mới like rồi, tức đó nha. Sao tự nhiên em mới không có nhớ hàng vậy ta. Về hàng em làm hàng chứ ai. Đâu, mẻ 92 rồi đâu. Mẻ quần 9 mấy cái dạng quần này nè nằm đâu hết. Mẻ 92 nè. Sao không có XML. Rồi mẻ quần đây nữa nè, đó nha. Mẻ 72 nữa nè. À, lấy cái này một cái size 9 nó là cầm lên like nhanh đi rồi nghỉ. Rồi màu đen mới rồi là mẻ 65 giùm em nha. Đen mới rồi là mẻ 65 mấy chị. Màu đen là đen, đen đơn giản hơn nữa nè. Đen này cũng từ. Đen này có size X, size M, size L, B size. Quần này mấy chị lên giúp em là mẻ số 13 kìm size. Mẻ 13 kìm size nha. Quần đen với quần đen trơn đơn giản dễ mang. Mà cái quần, mấy cái quần này nó co giãn nhiều lắm mấy chị ơi. Mẻ là mẻ 13 giúp em. Mẻ 13 kìm size nha. Quần này XML. XML B size. Để chị Minh nhập cái men size L á. XML B size. Chờ em xíu nha, cầm 1-2 mẫu nó lên. Còn 1-2 mẫu nó quần size lại nó ít mẫu á. Rồi đầm đen này xem có gì còn 65.000 đầm đen 40 tầm 56-57 kg vừa. 40 đến tầm 56-57 kg men vừa. Chim này đầm đen 65. Đầm đen 65.000 đầm đen. Chú nhà đầm đen 65.000. Đầm đen 65.000 đầm đen mấy chị lên là đầm đen siêu 65.000 đầm đen nha. Đầm đen 65. Áo thun đen siêu 59, áo xám siêu 59 luôn. Áo xám còn cái cuối cùng nè, để mấy chị còn 59.000. 40 đến 60 men vừa, xám 59. Rồi. Rồi đó. Đầm đen. Đâu, đi thay nhà quá nha. Nè. Ủa chứ có sai đâu mà lai. Đây nè. Ủa đâu mà biết. Em nhai đang mệt rồi mà. Rồi lo giùm em quần này. Lo giùm em là mẻ quần này mấy chị ơi. Quần này lo giúp em là mẻ số. Quần này là em còn size X, size M, size L, B size. Cái này em là quần trơn kiềm size. 195.000 kiềm size. 195.000 kiềm size mấy chị ơi. XML luôn B size 195 chứ là quần trơn kiềm size nha. Size size M với size L luôn B size. XML B size giúp em mẻ trơn. Mẻ trơn 195.000 kiềm size nha. Mẻ trơn nè, trơn hết luôn. 195.000 kiềm size giúp em mẻ trơn. Trơn 195 kiềm size. Cái này nó làm gì còn size lớn đâu mà cầm lên. Rồi quần này em còn size X, size M, size L luôn B size 149. Nhưng mà quần 149.000 kiềm size. XML luôn B size nha mấy chị ơi. Quần 149.000 kiềm size. XML luôn nha, 149. 149 mấy chị ơi. Size X, size M với size L luôn. 149.000 XML luôn B size. Chốt lên giúp em nha. XML B size 149. Rồi mẫu này là quần 9 tấc giùm em, 9 tấc ống bo, có X, có M, có L, B size, màu nhạt nè, 195.000 màu nhạt. 195.000 màu đậm. Đậm 195, nhạt 195 kiềm size nha mấy chị, co giãn nhiều lắm luôn. Quần này siêu co giãn giúp em nè. XML luôn B size 195.
chị em là quần 195 ngàn kèm size, quần lửng nha, quần lửng kèm size. Cái mẻ trơn này đẹp lắm luôn nè mấy chị, mẻ trơn này nha, mẻ trơn này giúp em 195 ngàn. Chị em là mẻ trơn kèm size XML, mẻ trơn kèm size nha, XML 195, chị nào lấy chốt lên em là mẻ trơn kèm size 195 ngàn, mẻ trơn kèm size. Ống suông, ống đứng là còn size M, ống đứng là còn size M, 195 còn size M. Chín tóc, là mẫu, chị lấy mẫu này chị Minh Nhật ơi, lấy mẫu này đi. Lấy mẫu này nè chị Minh Nhật. Rồi chị lấy cái này nè, cái này mặc đẹp nè, lấy size L là mặc vừa. Lấy size L là mang vừa. Lấy còn. Với mẫu này nè chị, mẫu này em là mẻ số 81. Với mẫu này đó là chị mẻ 81. Mẹ 81 giùm em nha, mẹ 81. Mẹ còn sai 20 con chị sai gì. Mẹ 81, nhưng mà mẹ 81. Ồ sao mà. Cái này 9 không em? 29 đem đi. Quần thun con ống suông 59 em hết rồi chị Ba, 29 30. Ủa, cái quần này đủ mình phải lấy chị Linh Kim chưa ta? Là sao là mấy cái này nó không có à, chị Minh Nhật tại chân chị dài é chín tấc đâu có đâu, chín tấc là ống bo mà, chín tấc là ống bo chị, còn mấy cái quần này là form bình thường. Em lộn, chín tấc là cái ống bo, cái này mà em đọc chín tấc là chín tấc nha chị nha, chín tấc là ống bo á. Mấy cái này là chị mặc được hết nè, còn cái này mặc cái ống bo mới là chín tấc thôi, còn lại là form bình thường mà, còn lại là form bình thường. Áo đen 59 nha mấy chị nha, 40 đến 60 mang vừa, áo đen 59 chứ áo đen 59. Của Liên Kim á, mỗi chút lấy cái nào. Ê, Liên Kim mẹ. Của trước phải lấy size gì, tao lấy hai cái. Là nó rách là chị Minh Nhật. Rách được không? Mẹ rách giùm em nha, mẹ rách giùm em nè. Mẹ rách nè chị ơi, là mẹ rách này nó là hết mẫu luôn nha. Lấy ly mẹ rách lè là hết mẫu luôn rồi chị Minh Nhật ơi. Mà được coi, mẹ có một cái rồi đúng không? Đưa gì coi mẫu trơn cho chị Minh Nhật. Mẫu trơn đây chị, mẫu trơn đây. Ở ngoài nó đậm hơn trong like. Ở ngoài đậm hơn trong like xíu chị. Đây nha, em là mẻ này. Mẻ này chị em. Rồi cởi ra gì em lấy cái kia rồi. Em lấy size 32 của cái mẫu mà. Mẫu quần rin mà giống nãy chị Minh Nhật lấy nhớ không? Em lấy size 32 mẫu đó. Rồi đây, cái này chị em là mẻ. Cái này chị em là mẻ 81. Mẻ 81 nha chị, mẻ 81. Cái này chị em là mẻ trơn. Này em là mẻ trơn là chị, mẻ trơn, cái trơn là đẹp lắm nè. Trơn này chốt này đẹp lắm luôn. Hàng quần này bữa trước có mấy ri, bây giờ còn như 1 ri, 2 ri gì hết. Rồi mẻ trơn thì em nha, mẻ trơn. Mẻ trơn mấy chị ơi, mẻ trơn. Hôm nay thứ mấy đây? Từ 5-6 trời ơi, bán 2 ngày nữa là phải đi chơi tất tay rồi mấy chị. Rồi tớt rồi. Size L, cho chị Minh Nhật cái trơn size L. Rồi em nghỉ nha mấy chị ơi. Nghỉ nha, hết quần rin là hết mẫu rồi á. Mai like 1 ngày, mốt like ngày nữa xong nghỉ 2 ngày.
Chị Minh nhập dồn đơn em Vi. Rồi, nghỉ đây mấy chị ơi, nghỉ nha. Nghỉ đây mấy chị ơi, tắt like đây. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Hẹn mấy chị like sau. Tắt like đây, bye bye.